Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 421, Thiên đạo độc công 1. Vâng, Cổ Mục biết tình hình thân thể đã đến mức độ tệ hại nhất. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải duy trì mấy tháng mới có thể trị hết. Thật không nghĩ tới chỉ 3 lần là được. Đối với thực lực của sư thúc tổ trước mắt này, hắn không nhịn được, lại bội phục thêm vài phần. Tình hình của ngươi hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề gì. 2 lần còn lại, ta sẽ từ từ giúp ngươi trị liệu. Độc điện phân bộ này, còn có chuyện hạt sen xích diễm, ngươi lại xem mà an bài. Dù sao ngươi là đặc sứ, ta cũng không tiện nhúng tay. Nên lập uy thì đã lập uy, nên cho mứt táo cũng đã cho mứt táo. Biết vị đặc sứ Cổ Mục trước mắt này đã hoàn toàn bái phục đối với mình, Trương Huyền không lo lắng nữa, thản nhiên nói một câu, ngồi xuống vị trí chính giữa của đại điện. Cổ Mục gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía đám người Liêu Huân. Ngoại trừ trưởng lão và phó điện chủ, những người khác đều ra ngoài. Vâng, đặc sứ lên tiếng, không ai dám vi phạm. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại 7 người, 4 vị trưởng lão và 3 phó điện chủ. Bản sứ lần này đến đây, chỉ vì 2 chuyện. Cổ Mục vung ống tay áo, đưa mắt nhìn 4 phía. Ở trước mặt Trương Huyền, hắn giống như vãn bối, không dám có chút vượt quá. Nhưng trên thực tế thân là chí tôn đỉnh phong, độc sư tam tinh đỉnh phong, một người tiêu diệt phân điện ở đây, cũng không tính là gì cả. Thực lực tuyệt đối quyết định hắn có uy nghiêm vô thượng, khiến người ta không dám phản bác. Đặc sứ mời nói. Đám người Liêu Huân liền vội vàng khom người. Đầu tiên, xác lập lựa chọn người làm điện chủ. Thứ hai, hạt sen xích diễm chín, đặc biệt tới hái. Cổ Mục nói. Hạt sen xích diễm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người Liêu Huân đồng thời run rẩy một cái, sắc mặt trắng bệch. Sen xích diễm sinh trưởng ở chỗ địa tâm hỏa thiêu đốt, lấy vật kịch độc làm dinh dưỡng sinh trưởng. Bất kể nhánh cây, lá sen hay hoa sen đều có kịch độc, là nguyên liệu tốt nhất để điều chế độc dược. Chỉ có hạt sen, độc da không nhiễm. Tuy rằng sinh trưởng ở trong hoàn cảnh này, lại không có một chút độc tính nào, trái lại là bảo vật vô thượng đột phá chí tôn đỉnh phong. Hồng Liên phân điện, sở dĩ thành lập ở chỗ này, sừng sững mấy nghìn năm, chính là vì chăm sóc cho đóa hoa sen này. Trong giọng nói của Cổ Mục mang theo uy nghiêm. Hiện tại, hạt sen chín, hoa sen, lá sen đều lưu lại cho các ngươi. Hạt sen ta mang đi, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Không, vấn đề. Đám người Liêu Huân cười khổ, đồng thời gật đầu. Đặc sứ lên tiếng, sư thúc tổ của đặc sứ còn ở bên cạnh nhìn, cho dù có vấn đề, cũng không dám. Vậy là tốt rồi, hạt sen còn bao lâu nữa mới có khả năng hoàn toàn chín? Thấy đối phương không dám phản kháng, Cổ Mục lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hỏi tiếp. Vào lúc này hắn có thể qua, tất nhiên đã tính xong ngày hạt sen chín chính là mấy ngày gần đây. Chỉ có điều, cụ thể ngày nào lại không rõ lắm. Hồi bẩm đặc sứ, đại khái còn cần khoảng 10 ngày. Liêu Huân nói, 10 ngày, tốt lắm, đi thu thập một căn phòng tốt nhất, khiến cho sư thúc tổ của ta vào ở. Trong vòng 10 ngày này, ta sẽ xác định người được chọn đảm nhiệm điện chủ mới. Cổ Mục nói, vâng, thấy hắn đưa ra quyết định, mọi người gật đầu. Biết 10 ngày sau hạt sen xích diễm có khả năng chín, Trương Huyền cũng không nóng nảy. Vừa vặn có thể nhân cơ hội tiêu hóa một chút kiến thức vừa học được, nghiên cứu cẩn thận khí độc trong cơ thể kia. Dù sao còn không có giúp đối phương hoàn toàn loại bỏ tai họa ngầm, cho dù hắn ý thức được mình chính là một sư thúc tổ giả, hắn cũng không dám làm gì mình. Lại nói, phô bày nhiều thủ đoạn lợi hại như vậy, độc sư ngũ tinh bình thường cũng làm không được, chỉ sợ hắn cũng không dám hoài nghi. Không để ý tới độc điện điện chủ mới được lựa chọn như thế nào, lúc này Trương Huyền đang ngồi ở trong phòng, để cho đại dược vương và lộ quản gia giữ ở ngoài cửa. Nhìn rất nhiều sách mới thu thập tới trong đầu, tinh thần tập trung cao độ. Chính xác. Trong lòng hắn thầm kêu lên, trong giá sách liên quan có vô số sách tới độc sư, nhanh chóng tập trung lại, hình thành một bí tịch dày. Biết đúng là thiên đạo độc công hắn muốn, Trương Huyền cũng không do dự, bàn tay chộp lấy, nhẹ nhàng cầm tới, tiện tay mở ra. Độc, một loại dược vật có thể đả thương người, cũng có thể cứu người. Phía trên viết chi chít những giải thích có liên quan tới độc dược. Đồng dạng là thu thập sách độc dược hình thành thiên đạo độc công. Rất rõ ràng quyển này nếu so với tàng thư khố ở Thiên Huyền Vương quốc, kỹ càng tỉ mỉ, cao thâm hơn nhiều. Không ngừng đọc, hiểu biết của Trương Huyền đối với độc, cũng lại càng lúc càng nhiều. Không biết qua bao lâu,
hắn mở mắt, ánh mắt từ mê man trước đó, biến thành trong suốt. Không nghĩ tới độc, không ngờ cũng rộng lớn uyên thâm như vậy. Nhớ lại độc công vừa học được, trong lòng Trương Huyền xúc động. Thảo nào độc sư có thể khiến cho vô số người phải sợ hãi. Quả thực đáng sợ, bàn về trình độ phức tạp, không kém chức nghiệp trên cửu lưu như luyện đan sư, luyện khí sư chút nào. Lực công kích, thậm chí còn có phần vượt qua. Chương 422, Thiên đạo độc công 2. Lấy một thí dụ, thực lực của hắn bây giờ gặp phải tông sư trung kỳ, khẳng định không phải là đối thủ, khó có thể chống lại. Nhưng nếu như có đầy đủ độc dược, hoàn toàn có thể dễ dàng độc chết cường giả tông sư đỉnh phong. Thậm chí độc chết người chí tôn cảnh. Đương nhiên, độc dược cũng không phải vạn năng, tu vi không đủ, không có cách nào áp chế được sát cơ trong cơ thể, rất dễ dàng bị cường giả phát hiện. Sợ rằng còn chưa kịp ném độc, đã bị giết chết. Hơn nữa, một ít độc dược lợi hại, cần phải lấy máu và chân khí của độc sư phát động, mới có thể phát huy ra dược lực. Bản thân không phải là độc sư, hoặc đẳng cấp quá thấp, cho dù có dược vật lợi hại, cũng không có cách nào sử dụng. Chuẩn bị không tốt ngược lại sẽ độc chết chính mình. Như vậy cũng giống như người người đều biết bom nguyên tử rất lợi hại, nhưng cũng không đủ lực lượng. Khống chế không được, cho dù cho ngươi một quả, cũng không tạo được uy hiếp. Làm không tốt còn có thể mang đến họa sát thân. Độc dược lợi hại, giống như binh khí sắc bén, thực lực không đủ, đừng nói đụng vào, cách mấy trăm thước, thậm chí bên trong mấy ngàn thước, sẽ bị độc chết. Nguy hiểm vô cùng. Ban đầu còn nghĩ, nếu như cho mình điều chế ra một độc dược lợi hại, có phải ngay cả cường giả chí tôn đỉnh phong cũng không cần sợ hãi hay không? Hiện tại xem ra, vẫn chỉ là một vài suy nghĩ viển vông. Ta không muốn dùng độc vật hại người, nhưng cũng có thể đề phòng bị người khác hãm hại. Biết chức nghiệp độc sư bác đại tinh thâm, trong lòng Trương Huyền cũng sinh ra sự cảnh giác. Hắn không cần độc chết người, nhưng phải phòng ngừa bị người hạ độc. Thật giống như khí độc trong cơ thể kia, nếu như ban đầu chính là độc sư, có thể sớm dự phòng, không tới mức chật vật như mình hiện tại. Căn cứ trong sách ghi chép, độc sư tu luyện tới cảnh giới cao nhất, là nắm giữ độc thể. Ta hoàn toàn có thể tu luyện một hồi. Hắn mỉm cười. Độc sư giống như những nghề nghiệp khác, cũng phải để ý tới thiên phú. Độc sư có thiên phú, được xưng độc thể thiên thiên, không chỉ có năng lực nhạy bén đối với độc rất mạnh, thân thể còn nắm giữ khả năng kháng chống vượt qua người bình thường. Nói cách khác, người nắm giữ loại thể chất này, cho dù độc sư khác bỏ kịch độc vào trong miệng của hắn, cũng sẽ giống như ăn cơm uống nước, không bị chút tổn thương nào. Thậm chí, theo truyền thuyết, người như thế còn có thể hấp thu lực lượng trong độc dược, khiến cho tu vi tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, loại thể chất này vô cùng hiếm thấy. Trong 10 vạn vạn độc sư cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Loại năng lực này, giống như thể chất thuần âm của Triệu Nhã, thuộc về tiên thiên. Hắn nhất định là làm không được. Chỉ có điều, trong độc điện có không ít sách liên quan tới bí kỹ tu luyện độc sư. Vừa vặn cũng theo đó hình thành công pháp thiên đạo. Dựa theo cái này tu luyện, cho dù không phải là độc thể tiên thiên, nhưng cũng có thể khiến cho sức chống đỡ của thân thể đối với độc tăng lên cực lớn. So với thân thể độc sư chân chính chuyên môn rèn luyện, cũng cường đại hơn mấy lần. Thử xem. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền không có quá nhiều do dự. Tinh thần hắn thoáng động, bí tịch độc sư tu luyện hình thành lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn mở ra nhìn. Không biết qua bao lâu, một luồng khí độc phun ra, hắn chợt đứng dậy. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Xương cốt toàn thân giống như tiếng đậu vỡ vang lên. Khí tức toàn thân tăng mạnh. Tuy rằng không bằng độc thể tiên thiên, nhưng cũng không e ngại kịch độc bình thường. Cho dù độc sư tam tinh điều chế độc dược, ăn vào cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với ta. Cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi tu luyện qua, Trương Huyền nở nụ cười. Tu luyện xong thiên đạo độc công, thân thể có biến hóa rõ ràng. Kháng lực đối với độc dược tăng cường. Mặc dù không phải độc thể tiên thiên, dựa vào tình hình của hắn hiện tại, cho dù ăn vào thuốc do độc sư tam tinh điều chế ra, hắn cũng không có bất cứ thương tổn gì. Mấu chốt nhất chính là, chân khí thiên đạo của ta trải qua tu luyện độc công, có thể trị bệnh cứu người, giúp người đột phá, cũng có thể một ý niệm hóa thành kịch độc, khiến người ta tử vong trong khoảng khắc. Thân thể phát sinh biến hóa càng lớn hơn vẫn là chân khí. Chân khí thiên đạo tinh thuần không nhiễm bẩn, có thể trị thương thế, khôi phục thể lực, tăng cường sức sống, giúp người đột phá tu vi. Lúc này tu luyện độc công, cũng có thể một ý niệm chuyển hóa thành khí kịch độc, làm cho không người nào có thể chịu được. Một khi tiến vào kinh mạch,
cho dù cường giả chí tôn muốn hóa giải, sợ rằng cũng rất khó hoàn thành. Giống như nước sạch, một khi tiến vào trong cơ thể, có thể tiến vào bất kỳ khe nào, bất kỳ một chỗ huyệt đạo nào. Biết rất rõ ràng ở đâu, chân khí trong cơ thể không đủ tinh thuần, cũng không có cách nào loại bỏ. Điều này với bệnh nguy kịch không có gì khác nhau. Biết nguyên nhân của căn bệnh và thủ đoạn giải quyết, lại không có cách nào trị liệu. Không hổ danh là chân khí thiên đạo, một ý niệm liền sống, một ý niệm thành chết. Trước đó, hắn căn bản không biết còn có năng lực lợi hại như vậy. Tiên thiên độc công tu luyện xong, xem khí độc kia thế nào. Tu luyện xong tiên thiên độc công, Trương Huyền thở ra một hơi, lại nhìn về phía khí độc ẩn nấp ở bên trong thân thể. Trước đó, hắn không hiểu nhiều đối với độc, không có cách nào xác nhận thứ này rốt cuộc là cái gì. Lúc này bàn về lượng tri thức, có thể so với độc sư tam tinh. Bàn về sử dụng độc, cổ mục có khả năng cũng không phải là đối thủ. Hắn đã có năng lực nghiên cứu nơi khí độc phát ra, thậm chí nghĩ biện pháp loại bỏ. Tinh thần hắn nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt tâm cảnh tiến vào cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng. Khí độc này có thể ẩn nấp ở trong máu, lại trốn chân khí thiên đạo của ta. Nhìn khí độc kia ẩn nấp, một quyển sách đồ thư quán bên trong vốn liên quan tới độc xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một tri thức chảy xuôi ở trong đầu. Độc loại không dưới trăm vạn, mỗi một loại đều có phương pháp điều chế và thủ đoạn giải quyết khác nhau. Chỉ cần một chút không may xuất hiện, liền có thể khiến cho kết quả xuất hiện sự khác biệt. Trương Huyền cũng không nóng nảy. Thông qua sách bên trong đồ thư quán, hắn sàng lọc qua. Loại độc thanh linh, không đúng. Loại độc mặc hư, cũng không đúng. Loại độc rắn xanh, cũng không giống. Hắn căn cứ màu sắc, đặc điểm khí độc trong cơ thể, kiểm tra loại bỏ từng loại. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền đột nhiên ngừng lại, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Không ngờ là loại chất độc này, cái này, sao có thể như vậy được? Chương 423, Dung Nham Thú 1. Đây là, thai độc tiên thiên, cũng chính là loại độc tiên thiên. Nhận ra loại độc, Trương Huyền đều sắp phát điên rồi. Thai độc tiên thiên, là chỉ khi còn chưa có sinh ra, ở trong bụng mẹ đã bị trúng độc, dung nhập vào máu và linh hồn, gần như khó giải. Ngươi xem Triệu Nhã người ta, thân thể thuần âm tiên thiên. Sau khi mở ra, uy phong tám phía, giống như nữ hoàng. Viên đào tiên, huyết mạch thiên long tê, sau khi mở ra, phòng ngự vô địch, giống như tấm lá chắn thịt hình người. Ban đầu hắn còn hâm mộ, hiện tại phát hiện ra, hắn cũng có một tiên thiên, chỉ có điều. Đồng dạng là tiên thiên, thế nào lại khác biệt lớn như vậy chứ? Tiên thiên của người khác cũng là muốn người tu luyện một lần bay lên trời. Tiên thiên của hắn lại là phải chết. Thai độc tiên thiên. Chưa sinh ra lại trồng loại độc đặc biệt ở bên trong thân thể, nương theo cơ thể mẹ, cùng sinh mạng hoàn toàn dung hợp, thuộc về thai khí tiên thiên chưa đầy đủ. Người trúng loại chất độc này, tuổi thọ thông thường sống không quá 30, vì thân thể chết trẻ. Khó giải. Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Người khác đều là thân thể tiên thiên rất lợi hại, ta lại là thân thể tiên thiên chết trẻ. Chết trẻ em gái ngươi ấy. Còn có thể vui vẻ chơi đùa hay không? Không được 30. Vậy không phải có nghĩa là, cũng chỉ có thể sống được 10 năm. Cuộc sống lưu cho hắn đã không nhiều lắm. Cố nén phiền muộn, lại lục soát tất cả sách bên trong tàng thư khố một lần, tìm ra 7, 8 quyển ghi chép về thai độc tiên thiên. Kết quả, cùng khí độc trong cơ thể hắn, đều giống nhau như đúc. Nói cách khác, không cần tồn tại may mắn. Hắn trúng loại kịch độc này là không thể nghi ngờ. Chỉ là, có thể trúng ở cơ thể mẹ, truyền đến thân thể hậu bối, còn không bị phát hiện. Thủ đoạn sử dụng loại độc này, ít nhất cũng phải đạt được trên thất tinh. Ta lại một đứa cô nhi, không đến mức. Xác định độc trong người là cái gì, buồn bực một lát, Trương Huyền cũng vô cùng nghi ngờ. Nhìn độc điện nhiều sách như vậy, đối với sử dụng độc hắn cũng có hiểu biết sâu hơn. Hạ thai độc tiên thiên cho cơ thể mẹ, còn không bị phát hiện, độc sư này, ít nhất cũng phải đạt được thất tinh trở lên. Nói cách khác, ít nhất là vị bát tinh thậm chí cửu tinh. Loại độc sư cấp bậc như vậy, chỉ riêng tu vi đã thông thiên, đạt được đến trình độ người không thể tới, làm sao có thể tiêu hao tâm huyết, ra tay đối với cô nhi như hắn. Tiền thân của hắn chỉ là nhân vật nhỏ sinh sống ở loại địa phương nhỏ tại Thiên Huyền Vương Thành, không cha không mẹ, nghèo tới một văn tiền cũng không đến, cũng lại trước 18 tuổi, thiên phú có cao một chút, sau đó bình thường đến cực điểm, còn được khen là giáo sư tệ nhất Hồng Thiên Học Viện từ trước tới nay. Nhân vật như vậy,
không ngờ khiến cho một vị độc sư đứng ở đỉnh phong nhất, tự mình động thủ đối phó. Khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại chất độc này, dung hợp với toàn thân, tuy hai mà một. Tình huống bình thường, mãi đến khi sắp chết, cũng không phát hiện ra được. Ta tu luyện chân khí thiên đạo, quá mức tinh thuần, mới ép nó lộ rõ hình thái. Chỉ có điều, cho dù lộ rõ, cũng không có cách nào trị liệu. Trong lòng hắn bất đắc dĩ một hồi. Thời điểm lần đầu tiên phát hiện ra độc này, hắn còn tưởng rằng có người muốn mưu sát. Tiền thân chính là bị giết chết. Hiện tại xem ra, hắn quá lo lắng. Độc này nương theo thân thể này vừa sinh ra đã có, ẩn nấp ở bên trong thân thể. Độc sư cửu tinh cũng không phát hiện được, có thể nói là giết người trong vô hình. Cho dù chết, cũng không biết ai đã hạ thủ. Ban đầu, cho dù mình là độc sư, cũng rất khó phát hiện. Nhưng hắn tu luyện chân khí thiên đạo, quá mức tinh thuần, trải qua kinh mạch, máu, bất kỳ thứ dơ bẩn nào cũng không có cách nào ẩn nấp, lúc này mới khiến cho nó lộ ra hình thái. Nhưng lộ ra cũng vô dụng, đối phương trải qua cơ thể mẹ nuôi dưỡng, giống như người, cũng có linh trí. Cho dù là chân khí thiên đạo, cũng không có cách nào loại trừ. Trái lại theo thời gian trôi qua, chỉ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đến mức bảo đảm mình trước 30 tuổi chắc chắn phải chết. Trời à! Chuyện gì thế này? Người khác xuyên qua, có bàn tay vàng, vênh váo hò hét, mình lại cõng loại quả mìn hẹn giờ, hơn nữa bảo đảm ngươi chắc chắn phải chết này. Xem ra tiền thân tuy rằng không phải độc phát mà chết, cũng không khác biệt lắm. Hắn ở dưới tâm tình phiền muộn, một lòng muốn chết, khí độc này lại sớm phát tác. Chỉ là không nghĩ tới mình chuyển kiếp tới. Về phần trước là thiên tài, sau tài năng tầm thường, tu vi không lại tăng trưởng, cũng có liên quan đến thứ này. Tiền thân ở trước khi chân khí cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện cực nhanh, được xưng là hiếm có. Nhưng trùng kích bì cốt cảnh trước sau không có cách nào thành công. Chính là bởi vì độc này cùng toàn thân dung hợp, đối với chân khí vận đục của hắn phát sinh áp chế rất mạnh. Trừ khi đạt được loại mức độ tinh thuần của chân khí thiên đạo này, bằng không, lấy loại công pháp của Thiên Huyền Vương quốc này tu luyện ra mức độ chân khí vận đục, không có khả năng giải ra gông cùng xiềng xích, đạt được thực lực càng cao hơn. Là độc, khẳng định có giải. Bằng không, loại độc tiên thiên này làm sao được người biết tới. Có thể là độc điện này đẳng cấp quá thấp, chỉ cần đi vào địa phương cấp bậc càng cao hơn. Có thể lại có biện pháp. Tuy rằng phiền muộn, Trương Huyền vẫn chưa bị hù dọa. Lĩnh ngộ thiên đạo độc công, hắn đã có cách nhìn sâu hơn đối với độc. Có nguyên nhân có kết quả, có độc lại có giải dược. Thai độc tiên thiên, tuy rằng ở trong sách này đánh dấu khó giải, nhưng không có nghĩa là thật sự không có cách nào giải quyết. Có thể độc điện khác cao cấp hơn, sẽ có phương pháp giải quyết. Loại thai độc tiên thiên này, quy định 30 tuổi chắc chắn phải chết, trước đó cũng sẽ không phát tác. Nói cách khác, phải ở bên trong 10 năm này, tìm được phương pháp giải quyết. Tâm phẳng lặng như mặt nước, giống như đao quang, chém sạch sẽ tâm tình tiêu cực, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Sống lại chẳng qua chỉ có hơn một tháng, lại từ chân khí cảnh đỉnh phong đạt được nửa bước tông sư. 10 năm sau, còn không biết có thể đi đến mức nào. Đến lúc đó, chất độc này cũng chưa chắc không giải quyết được. Không cần thiết phải khẩn trương. Chỉ có điều... Tuy rằng không khẩn trương nhưng cũng là một loại áp lực. Lý luận và thực tế vẫn có chênh lệch, hắn cũng không muốn đời người thật vất vả sống lại, lại vô duyên vô cớ chết đi. Đi gọi cổ mục đến. Hắn đứng dậy, căn dặn đám người đại dược vương bảo vệ ở phía ngoài cửa một tiếng. Sư thúc tổ, ngài tìm ta. Thời gian không lâu, cổ mục đã đi tới. Ngồi đi. Trương Huyền ngoắc tay, nhìn lại. Tìm ngươi qua đây, là có chuyện muốn hỏi. Cổ mục ngồi nghiêm chỉnh. Sư thúc tổ mời nói. Mấy ngày qua, vị trước mắt này tranh thủ thời gian thay hắn làm trị liệu lần thứ hai. Sau khi chấm dứt, hắn rõ ràng cảm thấy tinh lực tăng lên rất nhiều, hình như một lần nữa trở lại thời kỳ 10 năm trước khi thể lực đỉnh phong nhất, nắm giữ lực lượng dùng không hết. Liên tục hai lần trị liệu, hắn biết thủ đoạn của vị sư thúc tổ trước mắt này, có thể nói là thiên nhân. Trong lòng từ lâu đã bội phục tới quỷ dạp, không dám suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể từng nghe nói về thai độc tiên thiên chưa? Trương Huyền mở miệng. Cổ mục đến từ phân bộ độc sư Hiên Viên Vương quốc, xem qua cao thâm hơn sách, ở trên kiến thức, khẳng định mạnh hơn nhiều so với loại sách nửa vời hắn vừa xem xong. Thai độc tiên thiên. Cổ mục có chút do dự. Loại chất độc này ta từng nghe nói qua, là do chúng phải kịch độc từ khi còn trong bụng mẹ. Theo đứa trẻ sinh ra trưởng thành, cùng sinh mạng hoàn toàn dung hợp, không có cách nào giải quyết.
khó giải. Đúng. Cổ mục gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt do dự. Chỉ có điều cái gì? Trương Huyền nhìn qua. Ta từng nghe được một tin đồn, không biết thật hay giả. Do dự một chút, cổ mục nói. Có người nói, thiên nhân Khổng Sư lợi hại nhất trong lịch sử, chúng phải thai độc tiên thiên. Chỉ có điều, cuối cùng giải thế nào không biết, dù sao hắn sống đủ 1 vạn tuổi, sống thọ, chết tại nhà. Thiên nhân Khổng Sư, được gọi là người đứng đầu danh sư, người sáng lập ra danh sư đường, được vô số người kính ngưỡng. Chỉ cần là danh sư, cho dù là học đồ, không ai không biết. À, Trương Huyền trước đó cũng nghe Hoàng Ngữ nói qua 1 lần, sinh lòng kính ngưỡng. Chỉ là không nghĩ tới, vị tiền bối này tự nhiên cũng giống như mình, cũng từng chúng phải thai độc tiên thiên. Đã từng có tiền lệ có thể giải, đã nói lên loại độc này không phải khó giải. Đây chỉ là lời đồn đại, muốn biết chuyện của Khổng Sư, sợ rằng cần phải đi danh sư đường. Chỉ có danh sư chân chính, mới có khả năng biết được. Loại độc sư như chúng ta, cũng chỉ nghe qua tin đồn. Không biết sư thúc tổ hỏi cái này để làm gì? Cổ mục nghi ngờ nói. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Khoát tay, trong lòng Trương Huyền có chủ ý. Hắn thấy sau khi chuyện bên này kết thúc, phải đi tới danh sư đường đạo một vòng. Cuộc đời nhân vật xuất sắc của các chức nghiệp đều sẽ do chuyên gia sáng tác thành sách, để lại các nghiệp đoàn, để cho hậu nhân chiêm ngưỡng học tập. Vị Khổng Sư này nếu là lão tổ danh sư đường lại phải có sự thích của hắn. Nếu quả thật chúng độc thai tiên thiên, đồng thời cuối cùng sống thọ và chết tại nhà, đã nói rõ quả thực có thể giải quyết. Có tiền lệ thành công, hắn cũng không cần khẩn trương nữa. Tình huống độc điện thế nào? Đã có tính toán, không muốn nói nhiều về chuyện này. Trương Huyền tiếp tục nói. Trải qua mấy vòng sát hạch, ta đã xác định lựa chọn người điện chủ mới, chính là phó điện chủ đầu tiên Lưu Huân. Hạt sen xích diễm chắc hẳn cũng đã chín, ngày mai là có thể hái xuống. Cổ mục trả lời. Ngày mai là được, tốt. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Kiến thức đã học xong, cũng biết được loại độc, không cần thiết phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Mau chóng rời khỏi đây là tốt nhất. Cổ mục rời đi. Trương Huyền tiếp tục học tập nội dung sách bên trong đồ thư quán, đồng thời cũng củng cố lực lượng trong cơ thể. Hồng Liên Thành thu thập công pháp tông sư cảnh, tuy rằng không đủ để hình thành bí tịch thiên đạo, nhưng cũng không có thiếu câu nói chính xác, có thể thử tu luyện. Chương 424, Dung Nham Thú 2. Trải qua không ngừng thử, hắn cảm nhận được rõ ràng chân khí nửa bước tông sư cảnh trong cơ thể càng hùng hậu, tông sư chân chính cũng chỉ cách có 1 con đường, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá cửa tiến vào. Mặc dù có thiên đạo đồ thư quán nhìn ra chỗ thiếu hụt, nhưng muốn đi xa hơn, vẫn phải làm vững chắc cơ sở. Bởi vậy, chỉ cần rảnh rỗi, hắn lại đi học tập. 10 ngày ngắn ngủi, so với lượng kiến thức trước đó, đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Thuần thú, độc sư, hắn đều có hiểu biết sâu hơn. Hiện tại cho dù không mượn đồ thư quán, hắn cũng được cho là bác học uyên thâm. Học tập, đồng thời cũng 1 lần nữa tu luyện lại thiên đạo quyền pháp, cước pháp, thương pháp 1 lần. Những chiêu số mặc dù vẫn là cơ sở nhất, lại có thể phát huy ra lực lượng trong cơ thể hoàn mỹ, khiến cho lực công kích của hắn tăng lên không ít. Hiện tại, nếu như hắn dùng ra các chiêu số thiên đạo quyền pháp, cho dù là 1 ít tông sư cảnh trung kỳ, hắn cũng có thể đối đầu, thậm chí giết chết. Đương nhiên, nếu như mượn năng lực chỉ ra khuyết điểm của thiên đạo đồ thư quán, tiến hành lợi dụng lại phối hợp thân pháp thiên đạo, liều mạng chịu tổn thương, tông sư cảnh đỉnh phong hắn cũng có thể giết chết. Nửa bước tông sư có thể chém giết tông sư đỉnh phong, loại năng lực chiến đấu vượt cấp này, chỉ sợ cho dù là thiên tài nổi danh nhất tại danh sư đường, cũng khó có thể so sánh được. Sư thúc tổ, hạt sen xích diễm tự nhiên chín rồi. Trong lúc hắn đang không ngừng tu luyện, học tập, thời gian dần trôi qua. Rạng sáng ngày hôm sau, cổ mục lại đi đến trước mặt hắn. Được. Trương Huyền gật đầu, đứng dậy. Bảo vật khiến cho người ta tăng tỷ lệ đột phá chí tôn đỉnh phong lên 20%. Đợi 10 ngày chính là vì cái này. Cuối cùng, có thể hái. Hồng Liên Sơn Mạch là 1 ngọn núi lửa quy mô lớn. Độc điện phân bộ chúng ta lại được xây dựng ở trên miệng núi lửa. Trước đây thời điểm xây dựng phân bộ, đã đặc biệt mời đại sư trận pháp, sử dụng trận pháp che đi núi lửa, hoàn toàn tập trung địa tâm hỏa trong đó lại, dùng để cho sen xích diễm sinh trưởng. Liêu Huân tuy rằng trở thành điện chủ chính thức, nhưng ở trước mặt 2 người, vẫn không dám tỏ vẻ cao giá. Vừa đi vừa giới thiệu, thái độ cung kính. Đặc sứ, sư thúc tổ, mời đi bên này. Đối với Trương Huyền,
hắn cũng theo cách xưng hô của cổ mục, gọi một tiếng, sư thúc tổ. Ba người một đường đi về phía trước, rất nhanh đi tới một tế đàn. Miệng núi lửa đã bị che giấu ở phía dưới này. Liêu Huân chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn sang. Trước mắt là một tế đàn cực lớn, đường kính chừng hơn 100 thước. Từ phía xa nhìn lại, mang theo mùi vị cổ xưa. Với cái gọi là miệng núi lửa, hoàn toàn không có liên quan. Trái lại giống như một nơi đã hoang phế từ lâu. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều từng trải qua chuyện đi tới độc điện trước đó, hắn biết ở đây khẳng định có trận pháp, cũng không nhiều nói. Quả nhiên, Liêu Huân đi tới trong tế đàn, cổ tay lật một lần. Lệnh bài đại biểu thân phận điện chủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn cắm lệnh bài vào một cái lỗ ở trung tâm của tế đàn. Ầm ầm ầm. Một hồi trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt lập tức xuất hiện biến hóa. Tế đàn rộng lớn bằng phẳng trước đó xuất hiện một cầu thang đi xuống phía dưới, không biết kéo dài đến nơi nào. Mời đi bên này. Liêu Huân đi trước dẫn đường. Ba người dọc theo thang lầu đi gần một canh giờ, một cung điện rộng lớn dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Chính giữa cung điện là một miệng núi lửa cực lớn, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt hừng hực, sóng nhiệt phả vào người, khiến người ta khó có thể tới gần. Cảm nhận được nhiệt lượng trong đó, thần sắc Trương Huyền nghiêm trọng. Còn chưa có tiến vào miệng núi lửa, chỉ bằng vào hơi nóng trong đại điện, cường giả ích huyệt cảnh tiến đến, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đặc sứ, sư thúc tổ, đó chính là sen xích diễm. Đi về phía trước mấy bước, đi tới miệng núi lửa, Liêu Huân lại chỉ về phía trước. Thuận theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, lập tức nhìn thấy được ở giữa núi lửa, trong dung nham cực nóng, một đóa hoa sen màu đỏ thẫm lơ lửng ở trong đó. Phía trên một đài sen, kết đầy hạt sen, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Thật đẹp! Mắt Trương Huyền không nhịn được nhất thời sáng lên. Sen xích diễm trước mắt, tuy rằng chỉ có cao 2-3 thước, toàn thân đỏ đậm, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Chỗ vị trí đó cách bọn họ không dưới mấy trăm thước, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng hung bạo mạnh mẽ trong đó. Đừng nói là thực lực như hắn, chỉ sợ cho dù là cường giả chí tôn cảnh, cũng khó có thể chịu đựng được. Cái này hái xuống thế nào? Trương Huyền hỏi. Không chỉ sen xích diễm cực nóng khó chịu được, mấu chốt là nó vẫn lơ lửng ở ngay phía trên miệng núi lửa, cắm rễ ở trong nham thạch nóng chảy, cách bên bờ chừng mấy trăm thước. Làm thế nào với tới được? Tiến vào nham thạch nóng chảy hái xuống sao? Cho dù kim thân thiên đạo không kém, vừa tiến vào trong đó, khoảng khắc cũng sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Càng chưa nói tới những người khác. Ta cũng không biết, sư phụ ta chính là thấy hạt sen sắp chín, muốn hái lấy, kết quả bị thiêu đốt thành cho tàn. Liêu Huân lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Lão điện chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chính là vì muốn hái lấy hạt sen xích diễm. Hạt sen xích diễm cứ hơn 100 năm sẽ chín một lần. Mỗi lần đều có người thành công hái xuống, tổng bộ cũng có thể nhận được cống phẩm của các ngươi, làm sao có thể bị chết cháy. Cổ mục nghi ngờ nhìn qua. Nếu độc điện phân bộ này được xây dựng ở đây, bảo vệ gốc hoa sen này, vậy khẳng định có biện pháp hái xuống. Bằng không, sử dụng vô số dược liệu cung cấp nuôi dưỡng, không phải là làm giá áo cho người khác sao? Lại nói, phân bộ này trước đó cứ cách 100 năm lại cung cấp số lượng hạt sen nhất định về phía tổng bộ. Không có khả năng ngay cả hái cũng không có phương pháp. Phương pháp thì có, chỉ có điều, đã không có cách nào sử dụng được. Mời hai vị xem. Liêu Huân cười khổ một tiếng, tiện tay nhặt một hòn đá lên. Bàn tay hắn rung lên, bắn thẳng về phía sen xích diễm. Hắn là cường giả tông sư cảnh đỉnh phong. Dưới chân khí gia tăng, tảng đá phát ra tiếng vù vù, vọt thẳng tới phía trước, hình như cũng xé rách cả không khí. Ngươi muốn làm gì? Thấy hắn trực tiếp ném ra tảng đá về phái xích diễm sen, hơn nữa lực lượng khổng lồ như vậy, cổ mục biến sắc. Lúc này hạt sen xích diễm đã chín, một khi bị đánh trúng, rất dễ dàng rơi vào nham thạch nóng chảy phía dưới. Nếu thật sự rơi vào, lại muốn tìm ra, là gần như không thể nào. Đặc sứ nhìn là được. Liêu Huân nói tiếp. Hai người nói một hồi, tảng đá đã đi tới trước mặt sen xích diễm, mắt thấy sắp bắn trúng hoa sen. Đột nhiên dung nham phía dưới chao đảo kịch liệt một hồi. Một thứ quái dị bay vút lên trời cao, mở miệng lại nuốt tảng đá xuống. Con vật quái dị này, hình thể giống như rắn, dài chừng mấy chục thước, toàn thân bị vảy dày che kín, khắp người đỏ tươi, bơi ở trong nham thạch nóng chảy, hết sức quái dị. Đây là cái gì? Không nghĩ tới trong nham tương cực nóng như vậy, lại có thứ cổ quái như vậy bơi lội. Cổ mục nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng đổi.
lẽ nào chính là dung nham thú các ngươi nói với tổng bộ trước đó? Nhìn thấy được thứ này, hắn nghĩ tới. Trong tài liệu Hồng Liên phân bộ báo lên, không chỉ nói lão điện chủ chết bất đắc kỳ tử, còn có ghi chép về một loại man thú. Có người nói man thú này sinh sống trong dung nham, được gọi là dung nham thú. Ban đầu hắn tưởng đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Đối phương chỉ là không muốn nộp hạt sen xích diễm lên mới tìm lý do. Không nghĩ tới, đó lại là sự thật. Đúng, đây là dung nham thú. Bên ngoài thân có mảnh vảy đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ cao, sinh sống ở trong nham thạch nóng chảy, thực lực có thể so với cường giả chí tôn cảnh đỉnh phong. Liêu Huân cười gượng. Còn có loại vật này sao? Không chỉ Cổ Mục kinh ngạc, ngay cả Trương Huyền cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhiệt lượng nham thạch nóng chảy phía dưới, tuyệt đối đạt tới 1-2.000 độ. Dưới tình huống cực nóng như thế, vẫn còn có sinh mạng tồn tại, hơn nữa còn khổng lồ như vậy. Không tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Đúng vậy, man thú này không biết từ nơi nào xuất hiện, cũng chẳng biết tới lúc nào, mấy năm nay vẫn bảo vệ hoa sen xích diễm, xem nó trở thành đồ của mình. Bất kỳ kẻ nào một khi nghĩ biện pháp tới gần, đều sẽ bị nó công kích. Liêu Huân giải thích, nếu như ở trên bờ còn tốt một chút, bên trong nham thạch nóng chảy vốn chính là thiên hạ của nó. Hơn nữa, nó còn đạt tới chí tôn đỉnh phong, chúng ta thật sự bất lực. Chuyện này, Cổ Mục cũng trở nên lặng lẽ. Tuy rằng hắn cũng là chí tôn đỉnh phong, nhưng phải so đấu với một man thú như vậy trong nham thạch. 8-9 phần 10 sẽ ngã xuống. Sử dụng độc không được sao? Hắn không nhịn được hỏi. Độc điện tinh thông sử dụng độc, hoàn toàn có thể độc giết nó. Dung nham thú ngay cả địa tâm hỏa cực nóng như vậy còn không sợ. Một ít độc dược làm sao có thể có tác dụng? Liêu Huân nói. Nham thạch nóng chảy 1-2.000 độ, nó cũng có thể bơi lội. Một ít độc dược có khả năng còn chưa có tới gần, đã bị thiêu đốt thành cho bụi, càng chưa nói tới độc chết nó. Các loại phương pháp đều thử qua, trừ khi tìm một thuần thú sư, nghĩ biện pháp thuần phục nó. Bằng không, căn bản không phương pháp khác. Liêu Huân nói đến đây, tiếp tục lắc đầu. Chỉ có điều, nơi này là vị trí cơ mật lớn nhất của chúng ta. Hơn nữa độc điện chúng ta cũng không có liên hệ cùng những nghề nghiệp khác. Nếu thật sự muốn tìm một thuần thú sư qua, rất dễ dàng xuất hiện phiền phức, mang đến tai họa không cần thiết. Độc sư không liên quan với những nghề nghiệp khác, thậm chí còn có quan hệ đối địch. Mời những nghề nghiệp khác qua, chẳng khác nào để lộ vị trí xảo huyệt, rất dễ dàng mang đến tai họa mang tính hủy diệt. Như vậy, bọn họ ẩn nấp ở Hồng Liên Sơn Mạch nhiều năm, cũng lại lãng phí. Đúng vậy. Cổ Mục cũng biết điểm ấy, không nhịn được lắc đầu. Độc dược không được, lại không xông qua được, thuần thú sư lại không thể tìm. Muốn hái lấy hạt sen xích diễm, thật sự một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thuần thú sư có thể thuần phục man thú này. Nghe được lời hai người nói chuyện, Trương Huyền có chút do dự, nói. Có lẽ, ta có thể thử xem. Chương 425, người xuống đánh nó một. Nghe nói như thế, mắt của Cổ Mục và Liêu Huân đồng thời sáng lên. Lẽ nào sư thúc tổ muốn ra tay trấn áp? Vị trước mắt này lại là nhân vật siêu cấp vượt qua chí tôn đỉnh phong. Cho dù con man thú này bơi ở trong dung nham, thoạt nhìn ngông cuồng tự đại. Nhưng chỉ cần hắn ra tay, vẫn có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí giết chết. Man thú nho nhỏ mà thôi, không cần ta tự mình ra tay. Trương Huyền lắc đầu, trên mặt xem thường, nhưng trong lòng không ngừng trợn trừng mắt. Hắn ra tay. Đùa gì thế? Đây chính là man thú chí tôn đỉnh phong, cho dù ở trên bờ gặp phải, cũng có thể trốn thật xa, trốn thật xa. Còn ra tay trấn áp. Sợ rằng nếu thật sự qua, không phải chém giết, mà là biến thành bữa ăn chưa ngon miệng cho đối phương. Chuyện này. Hai người nghi ngờ. Một con man thú tu luyện tới chí tôn đỉnh phong, thật sự không dễ dàng. Ra tay chém giết, có tổn hại tới thiên hợp. Trương Huyền lắc đầu, trên mặt lộ ra bộ dạng nhân từ. Cổ Mục, người đã là đồ tôn của ta sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Xuống thuần phục con man thú này, chỉ cần nó thành thú sủng của ngươi, hái hạt sen xích diễm lại là chuyện đơn giản. Ta, thuần phục, còn tưởng rằng biện pháp gì? Vừa nghe nói như thế, thân thể Cổ Mục thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Con vật kia cho dù ở trên đất bằng, cũng rất khó thắng được. Ở trong dung nham, tuyệt đối là đâm đầu vào chỗ chết. Còn thuần phục, không bị đối phương thuần phục cũng không tệ. Sư thúc tổ, ta đối với một đạo thuần thú, một chữ cũng không biết,
sắc mặt đỏ lên, Cổ Mục liền vội vàng lắc đầu. Hắn chỉ biết sử dụng độc, thuần thú là cái gì, tuy rằng hắn từng nghe nói, đối phương cũng biết hắn, hắn không biết đối phương. Để cho hắn thuần phục cùng một con vật có cấp bậc tương đương với mình. Thôi đi, cái mạng này còn muốn sống thêm một khoảng thời gian. Không hiểu đừng lo, ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Trương Huyền nâng lông mày lên, không giận tự uy. Thế nào, không tin sư thúc tổ sao? Vãn bối không dám. Có chút run rẩy, Cổ Mục vội vàng cung kính cúi đầu, không nhịn được nói. Sư thúc tổ, lẽ nào ngài đối với một đạo thuần thú cũng có hiểu biết? Vị sư thúc tổ này, thoạt nhìn không thể lớn hơn so với hắn bao nhiêu. Độc sư cấp bậc cao như vậy, lại am hiểu y đạo, sẽ không phải ngay cả thuần thú cũng tinh thông chứ. Nếu thật sự như vậy, ở thú đường khẳng định tiếng tăm lừng lẫy, thế nào ta chưa từng nghe qua. Hiểu sơ một ít, gật đầu, Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, đi tới miệng núi lửa. Dung nham thú trước mắt giống như con rắn lớn lăn lộn ở trong hỏa diễm, xoay quanh xen xích diễm. Cho dù muốn hái lấy, cũng không có cách nào tới gần. Hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đối phương. Đây là một con man thú chí tôn đỉnh phong, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn thu làm thú sủng. Cơ duyên như vậy, người thật sự không cần. Ta, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Cổ Mục do dự một chút, sắc mặt ửng đỏ. Nó, thật sự có thể thuần phục sao? Thuần phục một con man thú có thực lực tương đương với mình, tương đương với thực lực lập tức tăng mạnh gấp đôi. Nói thật, hắn có chút động tâm. Loại man thú cấp bậc như vậy, dùng hạt sen xích diễm có lẽ cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích kia. Đến lúc đó một người một thú liên hợp, báo thù sẽ nắm chắc lớn hơn nữa. Chỉ có điều, thuần phục man thú không phải là bản lĩnh thuần thú sư mới có sao. Chỉ điểm cho ta. Cho dù lại chỉ điểm, cũng không có khả năng lập tức biến thành thuần thú sư, thuần phục man thú lợi hại như thế. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm, thuần phục không khó. Thấy hắn động tâm, Trương Huyền vung tay áo một cái, thần sắc thản nhiên. Lấy hay bỏ thế nào là tùy vào chính ngươi, nếu như không muốn thì thôi, chỉ là một con man thú chí tôn cảnh mà thôi. Nếu như ngươi thật sự không muốn, ta ra tay giết chết là được. Chỉ có điều, mất đi cơ hội, lại không có lần thứ hai. Chuyện này, sắc mặt Cổ Mục lúc sáng lúc tối, kiên trì không được 10 lần hít thở, Cổ Mục cắn răng một cái. Được. Sư thúc tổ, ta nên làm như thế nào? Có cần chuẩn bị đồ hay không? Đối với hắn mà nói, đây chính là một lần cơ hội rất tốt. Thuần phục một con man thú có thực lực tương đương với hắn, hơn nữa còn là không sợ kịch độc. Một khi thành công, ở Hiên Viên phân điện, địa vị của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, tuy rằng không thuần phục qua man thú, không hiểu gì, nhưng người khác thuần thú, hắn vẫn gặp qua. Hắn biết, trước khi thuần thú sư thuần phục man thú, cần phải chuẩn bị không ít thứ, dùng để thu hút sự chú ý của đối phương, từ đó nghĩ biện pháp thu được thiện cảm. Chỉ có thiện cảm tăng, mới có khả năng từng bước tới gần, cho đến khi thuần phục. Không cần, cũng không kịp. Trương Huyền lắc đầu. Con vật này có thể canh giữ sen xích diễm trước mặt không biết bao lâu, nói rõ đối với thứ này nó vô cùng yêu thích. Cho dù chuẩn bị đồ có tốt, lực hấp dẫn còn có thể thắng được thứ này sao? Lại nói, hạt sen đã chín, có thể dùng. Hiện tại đi chuẩn bị vật phẩm, sợ rằng còn không có làm xong, đã bị nó ăn hết rồi. Chuyện, Cổ Mục lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Không chuẩn bị vật phẩm, làm thế nào có khả năng thu hút sự chú ý của nó? Hắn đang nghi ngờ, liền nghe được giọng nói của sư thúc tổ vang lên ở bên tai. Rất đơn giản, người bây giờ lại nhảy xuống, đánh nó một trận, sau đó ta sẽ nói cho người biết thuần phục như thế nào. Đánh một trận. Sắc mặt Cổ Mục xanh dờn. Người khác thuần phục man thú, đều nghĩ biện pháp thu được sự tín nhiệm, sau đó sẽ sử dụng rất nhiều thủ đoạn cảm hóa, trực tiếp ra tay. Làm như vậy, chẳng phải chọc cho con vật này tức giận. Có tranh chấp, khiến cho đối phương không hài lòng, còn thuần phục thế nào? Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, sau khi xuống, mình chỉ sợ cũng không lên được nữa. Người xác định thật sự để cho ta thuần phục man thú, chứ không phải khiến cho ta xuống cho nó ăn. Chương 426, người xuống đánh nó 2. Thấy hắn do dự, Trương Huyền biết hắn lo lắng cái gì, an ủi một câu. Yên tâm đi, có ta ở đây, nó muốn giết chết ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Vâng, Cổ Mục cắn răng một cái. Cũng đúng, sư thúc tổ lại là nhân vật cường hãn vượt qua chí tôn,
đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể để cho hắn bị hại. Đương nhiên, nếu như hắn biết, thực lực chân chính của vị sư thúc tổ này chỉ có nửa bước tông sư, hắn có thể tiện tay bóp chết. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ lập tức khóc ra thành tiếng. Đưa ra quyết định, hít sâu một hơi, bàn tay Cổ Mục lật một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn vận chuyển chân khí, kiếm khí giống như ánh sáng, rạch mấy cái ở trên mặt đất. Mặt nham thạch cứng rắn, nhất thời bị cắt thành từng mảnh phiến đá mỏng với kích thước tương đương nhau. Đại khái 7-80 cái, mỗi một đều bốn cạnh vuông vắn, kích thước chừng một thước. Bàn tay hắn chộp một cái, chất đống lại cùng một chỗ, đặt ở trước mặt Lưu Huân. Lưu điện chủ, một lát nữa có khả năng làm phiền ngươi, giúp ta tạo chỗ đặt chân. Được. Lưu Huân gật đầu. Cho dù là chí tôn đỉnh phong, cũng không thể bay. Muốn đi vào nham thạch nóng chảy cực nóng cùng dung nham thú chiến đấu, cần phải tạo ra vô số điểm dừng chân. Những điểm dừng chân cũng không phải cố định, chỉ cần cầm khối đá trong tay ném ra, dựa vào nham thạch và dung nham tiếp xúc tạo một điểm sức nổi, có thể đi ở phía trên, không đến mức chìm xuống. Đây cũng là cường giả chí tôn, thực lực cường đại. Đổi lại thành tông sư, chỉ riêng chống lại hơi nóng cũng làm không được, đừng nói đi tới. Sư thúc tổ, vậy, ta xuống đây. Chuẩn bị thỏa đáng, Cổ Mục hít sâu một hơi. Trương Huyền khoát tay áo. Bù. Thấy hắn đồng ý, Cổ Mục vận chuyển chân khí cực hạn, cổ tay rung lên. Một phiến đá bay ra ngoài trước, rơi vào phía trên nham thạch nóng chảy. Bản thân hắn bay thẳng tới, đuổi theo. Hắn đi tới trên phiến đá, nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực đẩy ngược, lại bay lên. Cường giả chí tôn cảnh, đều tu luyện công pháp khinh thân. Cho dù ở trên mặt nước, có chút chỗ mượn lực, đều có thể dễ dàng lướt qua, càng chưa nói sức nổi của dung nham lớn hơn nữa. Vèo. Thấy lực lượng của hắn tiêu hao hết, bắt đầu rơi xuống, Lưu Huân tính ra chỗ hắn gần rơi xuống, sớm ném phiến đá ra. Giống như chuồn chuồn đạp nước, hắn lại điểm trúng phiến đá, thân thể lại lao vút lên cao, tiếp tục phóng về phía trước. Lại liên tục nhảy lên như vậy, sau 7-8 lần, hắn lại đi đến trước mặt dung nham thú. Bắt đầu đi. Cổ Mục nhướng mày, tập trung lực lượng toàn thân, hét lớn một tiếng, một kiếm đâm tới. Nếu ra tay, thì không thể giữ lại, bằng không kẻ chết chỉ có thể là mình. Gào. Thấy có người động thủ đối với nó, dung nham thú giận tím mặt, rít gào một tiếng, cái đuôi cực lớn quật mạnh ra. Xì xì. Nham thạch nóng chảy bắn ra, lực lượng bắn nhanh. Công kích còn chưa tới trước mặt, lại cảm thấy một hơi nóng như lửa phả vào mặt. Cổ Mục cổ tay run lên, vội vàng biến chiêu, trường kiếm liền che phủ. Đuôi quất vào trên thân kiếm, không có chỗ mượn lực thân thể Cổ Mục giống như một quả đạn pháo, lập tức bay ngược ra. Vèo. Nhắm ngay chỗ đặt chân, Lưu Huân tiếp tục ném phiến đá ra, tạo ra điểm đặt chân cho hắn, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Tuy rằng chưa từng phối hợp qua, nhưng Lưu Huân là cường giả tông sư đỉnh phong, ném ra một phiến đá mà thôi, vẫn không đến mức sai sót. Sư thúc tổ, tiếp theo ta nên làm cái gì? Không nghĩ tới con vật này lợi hại như vậy, một đuôi lại quất cho hắn bay đi, Cổ Mục không nhịn được nói. Chờ chút, ta còn không có nghĩ ra, ngươi tiếp tục. Trương Huyền xua tay. Không nghĩ ra, tiếp tục. Cổ Mục thiếu chút nữa thì dẫm lên phiến đá, một đầu ngã vào trong nham thạch nóng chảy. Sư thúc tổ này cũng quá không đáng tin cậy. Vừa rồi nói với hắn, chỉ cần hắn cùng con vật này chiến đấu, sẽ chỉ điểm phương pháp giúp đỡ hắn thuần phục. Giờ đã bắt đầu đánh, lại còn chưa nghĩ ra. Có cần hãm hại như thế hay không? Bù. Đang phiền muộn, chỉ thấy dung nham thú bị chọc cho tức giận, chủ động vọt tới, hàm răng sắc bén như đao, chợt cắn một cái. Tốc độ công kích này quá nhanh chóng, Cổ Mục có phần không theo kịp, không thể làm gì khác hơn là đưa trường kiếm về phía trước. Mũi kiếm và dung nham thú va chạm vào nhau một chút, cánh tay hắn tê dần, lại ngã, bay về phía sau. Phía dưới là dung nham cực nóng, không có đất để có thể tiếp xúc. Tuy rằng có thể mượn phiến đá di chuyển, nhưng đối với Cổ Mục mà nói, thực lực toàn thân giảm đi rất nhiều. Hắn chỉ có thể phát huy ra khoảng 6-7 phần. Thực lực như vậy, đối mặt với dung nham thú điên cuồng công kích, căn bản không chống đỡ được. Sư thúc tổ, đã nghĩ ra chưa? Thật vất vả ổn định thân hình, hắn lại nhìn về phía Trương Huyền. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ viển vông, hình như đang đờ người ra. Trong lòng Cổ Mục chợt lạnh, hắn thật sự muốn khóc.
Sớm biết rằng vị sư thúc tổ này không đáng tin như thế, lại không nghĩ. Bây giờ bị con vật này quấn lấy, cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Hắn sẽ không thật sự chết ở chỗ này chứ? Liều mạng. Biết trốn không thoát, hắn cắn răng một cái, trường kiếm lại vung lên. Chân khí trong cơ thể phát ra như sóng như gió, bổ thẳng tắp xuống. Hai bên vừa tiếp xúc, lại bay ra hơn 10 thước. Cũng may thực lực của Liêu Huân không kém, đối với chỗ hắn rơi xuống lại nắm chắc rất chuẩn. Mỗi lần đều có thể ném phiến đá qua đúng lúc, bằng không, đừng nói thắng được đối phương, chỉ sợ sớm đã rơi vào trong dung nham, chết cháy. Leng keng, lại liên tục va chạm vào nhau mấy chiêu, trong lúc Cổ Mục lộ ra vẻ mặt dầu dĩ, sắp không kiên trì nổi, một giọng nói vang lên ở bên tai. Được, bây giờ nghe ta phân phó. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, sư thúc tổ, vẻ mặt thản nhiên nhìn qua. Chương 427, danh sư đường, ta tới đây. 1. Gào. Thời điểm hắn vừa phân tâm, dung nham thú lại vọt tới, mang theo khí lưu cực nóng, muốn xé nát hắn. Hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay Cổ Mục rung lên, lại muốn một lần nữa chống đỡ. Giọng nói của đối phương vang lên lần nữa. Không nên chống đỡ, thu hồi thanh kiếm vào chiếc nhẫn chữ vật. Không chống đỡ. Nghe nói như thế, nhìn thấy được dung nham thú trước mắt vội vàng xông đến, Cổ Mục thiếu chút nữa ngất đi. Công kích hung mãnh như vậy, không chống đỡ, còn không phải thoáng cái liền bị đánh chết sao. Nhanh. Hắn đang do dự, giọng nói lại vang lên lần nữa. Vâng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng nghĩ tới sư thúc tổ thật sự muốn giết hắn, căn bản không cần phải phí nhiều tâm tư như vậy. Hắn cắn răng một cái, thu hồi trường kiếm vào chiếc nhẫn chữ vật, không có chút phòng ngự nào. Đưa đầu tới. Vừa thu xong trường kiếm, câu tiếp theo của sư thúc tổ lại phân phó ra. Thân thể của Mục thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên phiến đá ngã nhào vào trong nham thạch nóng chảy. Ngươi nói thu trường kiếm, không chống đỡ, ta cũng có thể tuân thủ, đưa đầu tới làm cái gì? Sư thúc tổ, ngươi làm vậy là ngại ta chết không đủ nhanh sao? Nếu thật sự đưa tới, nhìn khí thế đối phương hung hăng, còn không phải thoáng cái đã bị cắn rơi đầu, lập tức chết sao? Đây căn bản không phải là thuần thú, mà là chịu chết có được hay không? Chuyện không chậm trễ, động tác phải nhanh. Bên tai lại vang lên âm thanh thúc giục. Hai người nói chuyện sử dụng chính là truyền âm, mặc dù nói nhiều, trên thực tế thời gian mới qua hai lần hít thở. Dung nham thú hung bạo mạnh mẽ vô cùng, đã đi tới khoảng cách không đến ba thước, bất cứ lúc nào đều sẽ cắn một cái xuống. Thời gian dĩ nhiên không kịp. Liều mạng. Nhớ tới vị sư thúc tổ này thật muốn giết hắn, đã sớm nhân lúc hắn hôn mê, kết thúc tánh mạng, làm sao có thể chờ tới lúc này mượn con vật này tới giết người. Hắn cắn răng một cái, không lại dầu dĩ nữa. Thân thể hắn đưa ngang một cái, đầu mạnh mẽ nghênh đón, mục tiêu nhằm thẳng vào cái miệng lớn dữ tợn của đối phương. Này! Nội dung hai người truyền âm, Liêu Huân ở bên cạnh cũng không biết. Thấy đặc sứ chủ động chịu chết, hắn khiếp sợ đến mức thân thể run lên, sắp hôn mê. Thuần thú, người ta đều là chuẩn bị thức ăn ngon, bảo vật, thu hút sự chú ý của man thú. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy cầm đầu người đưa qua. Dung nham thú chỉ cần cắn xuống một cái, đừng nói là chí tôn đỉnh phong, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng sẽ thoáng cái vỡ óc, chết tại chỗ. Đặc sứ chết ở chỗ này, hắn vừa lên làm điện chủ cũng sẽ không cần làm nữa. Chắc hẳn sẽ lập tức bị tổng bộ điều qua, thẩm vấn 10 ngày nửa tháng, sau đó sẽ bị độc chết. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn về phía, sư thúc tổ, đứng trách một bên. Chỉ thấy hắn, mặt không đổi sắc, đứng lặng lẽ ở cách đó không xa, hoàn toàn không có chút sốt ruột nào. Sư thúc tổ, hắn không nhịn được la lên, mới nói ba chữ, hắn đã thấy đối phương chỉ về phía trước. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn xuống, mắt hắn thoáng cái trợn tròn. Cổ Mục đã cắm đầu vào trong miệng dung nham thú, chỉ cần con vật này khép miệng lại, là có thể lập tức giết chết hắn. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt, dung nham thú không những không cắn, trái lại xoay người bỏ chạy. Vừa rồi khí thế hung hăng, hận không thể băm thây Cổ Mục ra thành vạn đoạn, tại sao chủ động đưa đầu qua, trái lại nó lui về phía sau. Đây là... tình huống gì vậy? Không chỉ hắn choáng váng mơ hồ, Cổ Mục phía trên dung nham cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lần này, hắn đã chuẩn bị tinh thần mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới gặp phải một cảnh tượng như vậy. Đừng đờ người ra nữa.
tiến lên ôm cái đuôi của nó. Đang lúc trong lòng tràn đầy nghi ngờ, bên tai hắn lại vang lên giọng nói của sư thúc tổ. Trước đó hắn còn có chút do dự, lúc này nghe thấy nói như thế, hắn không có bất kỳ do dự nào, bàn chân đạp một cái ở trên phiến đá, toàn thân giống như là chim én bay ra khỏi mặt nước, lao vút lên cao, trong thời gian nháy mắt lại đuổi tới trước mặt. Hai cánh tay hắn hợp lại, thoáng cái ôm lấy cái đuôi cực lớn của dung nham thú vào trong ngực. Gào! Bị ôm lấy đuôi, dung nham thú hoang mang một hồi, dùng sức phung lên. Nhất thời dung nham cuồn cuộn, tia lửa bắn ra bốn phía, rơi vào trên người của cổ mục, thiếu đốt khiến y phục của hắn lại thủng từng lỗ. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Cảm nhận được chân khí trong cơ thể sắp không ngăn cản được nhiệt lượng của dung nham, cổ mục vội vàng nói. Ôm chặt, không quan tâm tới động tác của nó. Trương Huyền tiếp tục nói. Được. Trong lòng sinh ra một sự ngoan độc, hai tay, hai chân cổ mục ôm lấy đuôi của con vật này. Bất kể đối phương giãy giụa như thế nào, hắn đều không buông tay. Về phần trên người, lúc này hắn cũng không quản được. Hắn không thể làm gì khác hơn là không ngừng vận chuyển chân khí, chống đỡ khí nóng bức từ bốn phía xung quanh tuôn trào tới. Gào, gào. Bị ôm lấy đuôi, dung nham thú đầy phẫn nộ, không ngừng gào thét, muốn hất cổ mục ra. Nhưng động tác của nó lại càng lúc càng chậm chạp. Nó kiên trì không đến một phút, lại co quắp mềm nhũn ra, giống như một con rắn chết. Cái này. Sau khi thấy con vật này biến thành như vậy, cổ mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thể tin được, cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không. Vừa rồi khi mới đối chiến, con dung nham thú này hung bạo mạnh mẽ thế nào, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Nó hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Thế nào, đưa đầu tới, nó không cắn, ngược lại lui về phía sau. Ôm lấy đuôi, liền biến thành như vậy. Được, mang nó lên bờ. Trong lòng hắn vẫn đang do dự, bên tai lại nghe được phân phó. Vâng, lần này hắn không có bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Bàn tay chụp một cái, chân khí điên cuồng phun ra, đã nhấc dung nham thú đang co quắp lên, bay vút đến. Thời gian không lâu, một người một thú đi tới bên bờ. Dung nham thú vừa đến trước mặt, Trương Huyền đi hai bước tới trước mặt, cổ tay run lên. Mấy cây ngân châm hiện lên, bắn thẳng tới. Bảo nó thuần phục, đáp ứng, giúp nó đột phá tu vi bây giờ. Không đáp ứng, chết. Làm xong những điều này, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng tại chỗ. Vâng. Cổ mục đi tới trước mặt dung nham thú, lặp lại lời nói của hắn một lần. Một lát sau, cái đầu cực lớn của con vật này từ từ quay qua, biểu thị thuần phục. Rất nhanh khế ước được ký kết xong, hoàn toàn thu phục dung nham thú. Liêu Huân đứng ở một bên ngây ra như phỗng. Đã thấy thuần thú, nhưng chưa từng thấy qua lại nhanh như vậy. Đây chính là man thú chí tôn đỉnh phong, thoáng cái liền thuần phục con người. Khó tránh khỏi, quá đơn giản. Nếu như thuần thú đều dễ dàng như vậy, có phải hắn cũng có thể sát hạch thuần thú sư hay không? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, cổ mục cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Nếu như không phải con dung nham thú cực lớn vẫn luôn bên cạnh không ngừng cọ loạn, hắn cũng hoài nghi đây có phải là thật hay không? Sư thúc tổ. Biết người làm ra kỳ tích này, chính là sư thúc tổ đứng cách đó không xa, hai người không kìm lòng được nhìn lại. Con dung nham thú này sinh sống ở trong dung nham, không có đồng loại, cũng không có đồng bọn, chưa bao giờ gặp gỡ qua sinh mệnh khác. Bởi vậy, nó trời sinh tính tình đa nghi, sợ hãi sự vật mới mẻ. Biết bọn họ muốn hỏi cái gì, Trương Huyền giải thích. Sinh sống một mình lâu này, đều sẽ tự bế, huống gì là man thú. Man thú chí tôn đỉnh phong, đã không kém gì trí tuệ con người, một mình sinh sống ở sâu bên trong lòng đất sâu, ngay cả một sinh mạng cũng chưa thấy qua, đối với bất kỳ sự vật nào mới mẻ, đều tràn ngập hiếu kỳ và khiếp sợ. Người liều mạng, muốn giết nó tất nhiên cũng lại phản kháng, sẽ không suy nghĩ nhiều. Dung nham thú trong dung nham, mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chiếm ưu thế sân nhà, vẫn thắng không nổi. Trương Huyền nói tiếp. Chương 428, danh sư đường, ta tới đây. 2. Cổ mục gật đầu. Thật sự chiến đấu, hắn chỉ có phần bị đánh, căn bản không phải là đối thủ. Tiếp tục nữa, chỉ có thể một con đường chết. Ta bảo ngươi thu trường kiếm, đưa đầu qua, rõ ràng là hành vi chịu chết, lại sẽ làm cho dung nham thú này vốn đã đa nghi, sinh lòng nghi ngờ, cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Trương Huyền mỉm cười. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, dung nham thú có một nhược điểm rất lớn ở trên miệng,
Thấy động tác của ngươi khác thường như vậy, nó nghi ngờ có phải ngươi nhìn ra vấn đề. Nó sợ bị khống chế thu phục, lúc này mới xoay người bỏ chạy. Thì ra là thế. Nghe được giải thích, Cổ Mục, Liêu Huân mới chợt hiểu ra. Nhất là Cổ Mục, trong lòng âm thầm may mắn, nhờ nghe theo lời sư thúc tổ, bằng không, tiếp tục đánh tiếp, hiện tại chắc hẳn đã xong rồi. Vậy, vì sao ôm lấy cái đuôi của nó lại co quắp, không còn năng lực chiến đấu nữa? Man thú có cần hít thở hay không? Trương Huyền nhìn qua. Đương nhiên cần. Cổ Mục thoáng sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu. Man thú và người như nhau, tự nhiên cần phải hít thở. Dung nham thú sinh hoạt ở trong dung nham. Trước đó chúng ta vừa tới, vẫn chưa nhìn thấy. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cổ Mục sửng sốt. Cá ở trong nước có thể hít thở, đó là bởi vì tai nó có thể loại bỏ khí tức trong nước. Dung nham nói trắng ra chính là nham thạch tan chảy, cực nóng khó nhịn được. Bên trong không có khả năng có khí thể. Vừa rồi thời gian ba người tới, vẫn chưa nhìn thấy được đầu của dung nham thú ở bên ngoài. Vẫn là chờ Liêu Huân ném ra một tảng đá, nó mới nhảy ra. Chẳng lẽ, con vật này không cần hít thở? Không thể như vậy được. Chưa từng nghe nói qua có man thú không cần hít thở vẫn có thể sống. Chỗ dung nham thú sử dụng để hô hấp, cũng chính là cái chúng ta gọi là mũi, không phải ở trên đầu, mà là ở trên đuôi. Trương Huyền giải thích, ở trên đuôi. Hai người vội vàng nhìn lại về phía dung nham thú, quả nhiên thấy trên đuôi có hai hàng lỗ nhỏ. Bình thường con vật này ẩn nấp ở trong dung nham, chỉ cần lộ đuôi ra, có thể dễ dàng hít thở. Mà màu sắc đuôi của nó và dung nham gần như tương đồng. Cho dù chúng ta vừa tới, cũng không phát hiện ra. Trương Huyền cười nói, vừa rồi ta bảo ngươi ôm lấy đuôi của đối phương, chính là sử dụng thân thể ngăn chặn đường hít thở của nó. Không thể hít thở, trong cơ thể võ giả nắm giữ chân khí có thể kiên trì hồi lâu. Man thú lại khác, đặc biệt là còn ở trong nham thạch nóng cháy như vậy, không bao lâu, thể lực sẽ tiêu hao hết. Tất nhiên vì vậy, cũng không có sức phản kháng. Những đặc trưng này, khi vừa mới bắt đầu ta cũng không nhìn ra. Ta bảo ngươi cùng với nó chiến đấu, mới suy đoán ra. Thì ra là thế. Giờ Cổ Mục mới hiểu được, vì sao vừa mới bắt đầu sư thúc tổ không nói chuyện. Hóa ra không phải hãm hại hắn, mà là đang quan sát đặc điểm của dung nham thú, lại nghĩ biện pháp lập ra phương án thuần phục nó. Buồn cười cho hắn, còn hiểu nhầm như vậy, thực sự mất mặt. Biết những điều này, đối với vị sư thúc tổ trước mắt này, hắn lại càng thêm bội phục sát đất. Chỉ dựa vào chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại xác định được đặc điểm, tính cách của con dung nham thú này, cũng lập ra được phương pháp thuần phục. Phần kiến thức này, sợ rằng thuần thú sư tứ tinh cũng khó có thể đạt được. Nhất là sau khi lên bờ, đâm mấy châm đối với dung nham thú, sợ rằng chính là thủ đoạn hạn chế đối phương động đậy. Bằng không, tốc độ thuần phục cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy. Dung nham thú đã thuần phục, đi hái hạt sen đến đây đi. Giải thích xong, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Cổ Mục gật đầu, không nói nhiều, lại nhảy vào dung nham, bay nhanh về phía sen xích diễm. Thấy hắn thành công thuần phục dung nham thú, Trương Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Man thú chiến đấu cũng giống như nhân loại, đồ thư quán cũng có thể hình thành sách. Để cho Cổ Mục cùng nó đối chiến, chính là để xuất hiện sách nhìn ra chỗ thiếu hụt. Biết khuyết điểm, việc còn lại sẽ đơn giản. Không có dung nham thú ngăn cản, thời gian không lâu, một đài hoa sen đã bị hái qua. Phía trên kết 9 viên hạt sen màu kim hoàng, còn không có lấy ra, mùi thơm lại xông vào mũi, khiến người ta ngửi lên một hơi, không nhịn được tinh thần chợt thoải mái. Sư thúc tổ, đây là hạt sen xích diễm. Dùng hộp ngọc đựng hạt sen xong, hắn đưa tới. Ừ, tiếp nhận hạt sen, Trương Huyền lấy ra hai hạt đưa tới. Một hạt là cho ngươi. Một hạt khác là cho con dung nham thú này. Đã nói trước, đối phương lưu lại một hạt sen xích diễm, còn lại thuộc về mình. Hiện tại con xích viêm thú này, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, tăng thêm mộ hạt. Dù sao không có vị đặc sứ này, đừng nói có thể có được thứ đồ tốt này, sợ rằng ngay cả biết cũng không biết, sẽ bỏ qua. Đa tạ sư thúc tổ. Vẻ mặt Cổ Mục kích động. Những hạt này, lưu lại chia cho phân bộ các ngươi. Đợi thực lực ai đạt được chí tôn đỉnh phong, mới có thể dùng. Lại lấy ra một hạt, đưa cho Liêu Huân. Người sau cũng không tránh khỏi ngàn ơn vạn tạ. Hạt sen xích diễm tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng đối với Trương Huyền hiện tại mà nói, tác dụng không lớn. Hắn muốn đột phá chí tôn đỉnh phong,
chỉ cần tìm được đủ bí tịch, công pháp là được. Cái gọi là rào cản tu luyện, căn bản không tồn tại. Tác dụng không lớn, lại là nhận được ở Hồng Liên Độc Điện, không để cho đối phương một hạt, cũng không thể nào nói nổi. 9 hạt sen, đưa ra 3 hạt, còn lại 6 hạt, Trương Huyền yên tâm thoải mái thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Chuyện nơi đây đã xong, ta cũng nên đi. Hạt sen xích diễm tới tay, sách độc điện cũng xem xong, mục đích lần này hoàn thành viên mãn. Trương Huyền giúp cổ mục giải quyết một lần cuối cùng tai họa ngầm, xua tay từ biệt. Sư thúc tổ, sau đó ta muốn bái kiến ngài, phải đi nơi nào tìm kiếm. Biết hắn nhất định sẽ đi, cổ mục có chút lưu luyến, không nhịn được nói. Tuy rằng thời gian chung đụng không dài, vị trước mắt này lại hoàn toàn chữa trị tốt tai họa ngầm trong cơ thể hắn, đồng thời giúp hắn thuần phục một con man thú, ân tình to lớn, khó có thể miêu tả. Cho dù cũng đoán ra đối phương có khả năng không phải là sư thúc tổ, nhưng vẫn bội phục không thôi, không dám có chút ý niệm phản kháng, trái lại còn mang theo một tia sùng bái. Ta bốn biển là nhà, nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp mặt. Trương Huyền lắc đầu. Hắn là giả, có thể không thấy mặt thì tốt nhất không thấy. Sư thúc tổ, đây là lệnh bài đại biểu thân phận của ta. Ta biết đối với sư thúc tổ không có tác dụng gì. Nhưng nếu chẳng may ngài có một hậu nhân, học sinh gặp phải khó khăn, có thể cầm thứ này tới độc điện của Hiên Viên Vương quốc tìm ta. Chỉ cần có thể hoàn thành, ta sẽ dốc hết toàn lực. Cổ tay hắn lật một lần, lấy ra một ngọc bài đưa tới. Tốt lắm, đa tạ. Biết đối phương là có lòng tốt, muốn báo đáp ân tình của mình, Trương Huyền cũng không từ chối, tiện tay tiếp nhận, thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Từ biệt. Nên nói đều đã nói hết, Trương Huyền không từ chối nữa, đi nhanh từ độc điện ra ngoài. Thời gian đi qua một lần, toàn bộ đường đi hắn đều nhớ. Cho dù không có đại dược vương dẫn dắt, hắn cũng có thể dễ dàng rời khỏi đó. Một đường đi về phía trước, 5 ngày sau, hắn rời khỏi phạm vi Hồng Liên Sơn Mạch. Hắn khẽ kêu lên một tiếng, chờ đợi một lát, bóng dáng khổng lồ của thiết sỉ khiếu thiên thú lại xuất hiện ở trên không trung. Thân thể hắn tung lên, nhảy lên trên lưng khiếu thiên thú, cánh nó vỗ, bay thẳng về phía phương hướng Thiên Vũ Vương Thành. Danh sư đường, Trương Huyền ta tới đây. Chương 429, Thiên Vũ Vương Thành 1. Thiên Vũ Vương Quốc, đường kính quốc thổ vạn cây số, diện tích lãnh thổ mở rộng. Vì có danh sư nhị tinh chấn thủ, được bầu thành vương quốc nhất đẳng. Thiên Huyền, Bắc Vũ, Hàn Vũ, Bắc Thần, Càn Viễn, An Viễn, Bách Lý. 12 vương quốc tiếp giáp, khiến cho Thiên Vũ Vương Thành ở giữa phạm vi thành hơn 10 vạn cây số trở thành trung tâm tu luyện và buôn bán, thánh địa được người người hướng tới. Mạc Vũ công chúa cưỡi thanh ưng thú rời khỏi từ lâu. Trên lưng rộng của khiếu thiên thú chỉ có một mình hắn, Trương Huyền cũng vui vẻ thanh nhàn, vừa học tập kiến thức bên trong đồ thư quán, vừa củng cố tu vi, tổng kết tình hình hiện tại. Theo tu vi tăng, hiệu quả của thiên đạo kim thân đã không tính là gì cả. Thiên đạo kim thân ở thông huyền cảnh lúc còn có tác dụng rất lớn, khiến cho hắn vượt qua không ít người đồng cấp khác. Nhưng đạt được nửa bước tông sư, lại không tính là gì. Một khi bước vào tông sư cảnh, hiệu quả sẽ càng nhỏ bé, gần như không tính là cái gì. Xem ra lúc rảnh rỗi cần phải tìm một ít công pháp liên quan tới thân thể, tiếp tục tu luyện. Về phần thiên đạo quyền pháp, cước pháp, thân pháp. Tuy rằng đơn giản, uy lực lại không thể xem là nhỏ. Xem ra ở trước chí tôn, sẽ không tụt lại, cũng không cần sốt ruột tìm kiếm bí tịch. Lần này đi Thiên Vũ Vương Thành, đầu tiên phải sát hạch danh sư. Chỉ có trở thành danh sư, mới có địa vị tiến vào danh sư đường, lật xem ghi chép liên quan tới khổng sư. Trên đường đến đây, hắn đặc biệt viết nội dung trên sách trắng, sử dụng thiên đạo đồ thư quán trắc nghiệm vị thiên nhân khổng sư này, giống như hắn, cũng trúng thai độc tiên thiên, cuối cùng thành công giải quyết. Nói cách khác, cái gọi là thai độc tiên thiên này không phải khó giải. Chỉ có điều lấy trình độ của hắn hiện tại, cũng không tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Kiểm tra ra kết quả này, hắn an tâm hơn nhiều, đồng thời cũng đầy nghi ngờ. Tiền thân này của hắn, chỉ là một cô nhi, dựa vào cái gì có thể khiến cho đường đường độc sư bát tinh, cửu tinh tự mình hạ thủ. Chẳng lẽ có bối cảnh nghịch thiên nào đó? Tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tạm thời không nói tiền thân chỉ là cô nhi bị vứt bỏ. Cho dù là chính hắn, làm người xuyên qua, hắn cũng không hy vọng đột nhiên xuất hiện một phụ mẫu, bảy cô tám gì các loại. So với tăng thêm phiền não, còn không bằng mặc kệ. Dù sao nắm giữ thiên đạo đồ thư quán ở trong tay, theo tu vi tăng lên, trời đất bao la,
nơi nào đi không được. Đi gần 2 ngày, mắt thấy mặt trời lại muốn hạ xuống về phía tây, một tòa thành thị nguy nga xuất hiện ở trước mắt, ở dưới ánh sáng đỏ như lửa, giống như một mảnh sơn mạch bát ngát, không biết bao nhiêu tầng tầng lớp lớp trải dài ra rất xa, không nhìn thấy được điểm cuối. Thành thị này so với Thiên Huyền Vương thành lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Các loại kiến trúc giống như từng mảnh vẩy, xa hoa, cùng đối lập với tường thành cổ xưa cao tới mấy chục thước, khiến người ta có một loại cảm giác thương hải tang điền. Người ở trên không, nhìn xuống dưới, đường xá bên trong thành thị bốn phía thông suốt, dòng người giống như thoi đưa. Các loại xe cộ, ngựa ra ra vào vào nối liền không dứt, nghiễm nhiên tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Có thể trở thành trung tâm giao dịch của 13 đại vương quốc, Thiên Vũ Vương thành này, quả nhiên khí thế rộng lớn, các thành thị hắn gặp được trước đó đã không thể nào so sánh được. Đi xuống đi. Biết loại thành thị lớn này khẳng định có hạn chế đối với loại man thú cỡ lớn như khiếu thiên thú, Trương Huyền cũng không làm con chim đầu đàn. Còn chưa tới phía trước mặt, hắn lại hạ xuống, để cho nó tìm một sơn mạch tự do hoạt động, bản thân mình thì đi nhanh về phía thành thị nguy nga trước mắt. Xin dừng bước, vào thành cần phải giao nộp lệ phí vào thành. Đi tới trước cửa thành, hắn đã bị một đội binh sĩ ngăn cản. Lệ phí vào thành. Nhìn xung quanh một vòng, lúc này hắn mới phát hiện ra, chỉ cần vào thành, đều cần giao nộp chi phí nhất định. Nếu như không có loại hạn chế này, Thiên Vũ Vương thành nhất định sẽ lại mở rộng. Ngay cả Vương Thất Thiên Vũ cũng không có cách nào khống chế. Không sai, trừ khi ngươi là danh sư, hoặc học đồ, bằng không cho dù có là đại sư, tông sư những nghề nghiệp khác, cũng phải giao nộp. Binh sĩ nói, danh sư là căn cơ thế giới tiến bước, địa vị được tôn sùng, ở bất kỳ chỗ nào, đều sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt. Đây là điều những nghề nghiệp khác không có cách nào hưởng thụ được. Được rồi, nói nhiều lời vô nghĩa với hắn nhiều như vậy làm gì? Với tuổi này của hắn, làm sao có thể là danh sư hoặc học đồ? Không sai, động tác nhanh lên một chút, những người khác phía sau vẫn đang chờ. Thấy hắn ở chỗ này làm chậm trễ thời gian, hai người binh sĩ khác vẻ mặt không kiên nhẫn. Mọi người xếp hàng ở phía sau đang chờ vào thành, cũng đều lộ ra ý dục dã. Giả vờ gì mà giả vờ? Thiên Vũ Vương thành từ mấy ngàn năm trước, vào thành đã đòi tiền. Điều này cũng không biết, người quê mùa từ chỗ nào xuất hiện vậy? Bao nhiêu tiền? Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Trương Huyền nhìn qua. 100 kim tệ. Binh sĩ nói. 100. Trương Huyền líu lưỡi. Ở Hồng Thiên Học Viện làm lão sư, một tháng cũng chỉ có 1-2 ngàn kim tệ. Xê chỗ này, tiến một thành lại phải tiêu tốn 100, thật là xấu xa. Không sai. Thấy hắn nhất thời kinh sợ một dáng vẻ lần đầu thấy qua việc đời, trên mặt binh sĩ lộ ra vẻ khinh thường. Ngay cả 100 kim tệ cũng ngạc nhiên như thế, vừa nhìn chính là một quỷ nghèo không có tiền. Tiền ta không? Trương Huyền lắc đầu. Nghe nói như thế, trên mặt binh sĩ lộ ra một biểu tình đã biết ngươi sẽ nói như vậy, hét lớn một tiếng. Không có tiền lại đừng ở chỗ này gây vướng víu, còn muốn vào thành, nằm mơ. Chỉ có điều còn chưa nói dứt lời, chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay người thiếu đánh trước mắt này xuất hiện thêm một lệnh bài, đồng thời vẻ mặt cao hứng nhìn qua. Có cái này cũng không cần giao tiền. Có gì cũng không có tác dụng. A, lệnh bài thân phận danh sư học đồ. Nói được phân nửa. Nhận ra lệnh bài trong tay đối phương, thân thể binh sĩ run lên. Lời muốn nói cũng nghẹn ở trong miệng, sắp muốn khóc. Danh sư học đồ. Mấy binh sĩ vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ cũng thấy được lệnh bài này. Lông mày tất cả đều giật loạn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vốn tưởng là một người quê mùa, không ngờ được lại là một mãnh nhân. Đại ca, người cũng là danh sư học đồ, trực tiếp tiến vào trong là được, còn hỏi phí vào thành bao nhiêu, giả vờ giả vịt. Điều này không phải là cố ý gây khó dễ với chúng ta sao? Chương 430, Thiên Vũ Vương Thành 2. Mời vào. Cố nén phiền muộn, mấy binh sĩ vội vàng nhường đường, không dám ngăn cản. Gây khó dễ cho danh sư học đồ, một khi để cho vương thất biết, đừng nói là chức vụ, lại ngay cả tính mạng cũng khó có thể bảo vệ. Thấy lấy ra lệnh bài đám người lưu sư cho hắn, quả nhiên có thể tiến vào trong, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Không nghĩ tới thứ này vẫn sử dụng rất tốt, thoáng cái lại tiết kiệm 100 kim tệ. Bọn binh lính, ra mắt người keo kiệt, lại chưa thấy qua người nào keo kiệt như thế. Đường đường là danh sư học đồ, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng là tồn tại được người kính trọng, tiết kiệm 100 kim tệ, lại lộ ra vẻ mặt cao hứng.
ngươi không làm thất vọng thân phận cao quý của ngươi sao? Không để ý tới sự buồn bực của binh sĩ, Trương Huyền đi vào cửa thành. Mặc dù bây giờ trong chiếc nhẫn chữ vật có mấy ngàn vạn kim tệ, nhưng trong xương cốt hắn vẫn là tư tưởng tiểu nông, có thể tiết kiệm được phần nào hay phần ấy. Về phần cái nhìn của người khác, liên quan gì tới ta? Bên trong thành đường đi rộng rãi, khắp nơi đều là tiếng giao hàng gọi mua của tiểu thương. Xung quanh, các cửa hàng mọc lên như rừng, dưới ánh mặt trời chiều chiếu xuống, kiến trúc cao lớn phản xạ ra ánh sáng, khiến người ta có một loại cảm giác ấm áp. Không hổ danh là Thiên Vũ Vương Thành, đồ tùy tiện bày bán trong một quầy hàng lại cao cấp hơn rất nhiều so với Thiên Huyền Vương Quốc. Thong thả bước dọc theo con đường tiến về phía trước, nhìn các loại thương phẩm xung quanh, Trương Huyền không kìm lòng được chắt lưỡi. Hiện tại, hắn lại giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào quan viên lớn, đối với rất nhiều thứ đều cảm giác tràn ngập mới mẻ. Tuy rằng không ít vật phẩm hắn đều thấy qua ở trong sách, nhưng chính mắt thấy được vẫn có cảm nhận khác. Ngươi cũng là danh sư học đồ. Đang quan sát xung quanh, một giọng nói vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ hài 20 mấy tuổi đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua. Nữ hài này, thân mặc trường bào màu xanh lục nhạt, dáng vẻ không tính là xinh đẹp. Tuy rằng so với đám người trầm bích như, còn xa mới bằng được, nhưng cũng dễ nhìn, được cho là mỹ nữ. Đi theo bên cạnh nàng là một lão nhân, rõ ràng mặc trang phục thị vệ, khí tức thâm trầm. Trong ánh mắt thường xuyên chấp hiện điện quang. Đó lại là một vị cường giả tông sư cảnh. Cường giả tông sư làm thị vệ, xem ra thân phận nữ hài này không thấp. Ừ. Trương Huyền lên tiếng, hắn cũng nhận ra, hai người chắc là lúc vào cửa thành, đi theo sau lưng, mình đưa ra lệnh bài học đồ, bị thấy được, lúc này mới đuổi theo hỏi thăm. Ta cũng vậy. Cười một tiếng, bàn tay nữ hài lật một cái, một lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Không ngờ cũng một vị danh sư học đồ. Lợi hại. Trương Huyền xúc động. Thiên Huyền Vương Quốc, lục tầm ưu tú như vậy cũng rất khó trở thành học đồ. Ở chỗ này tùy tiện gặp gỡ một nữ tử lại đúng. Đủ thấy sự chênh lệch. Nghe được đối phương khích lệ, nữ hài lộ ra biểu tình thỏa mãn. Nàng lại nhìn về phía người thanh niên trước mắt, thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Lão sư của ta là danh sư nhất tinh Trình Hiên. Không biết lão sư của ngươi là người ở đâu? Lão sư của ta không có danh tiếng gì. Nói ra nàng cũng không biết, vẫn không cần nói. Trương Huyền lắc đầu. Hắn căn bản không có lão sư. Cái lệnh bài học đồ này cũng do đám người lưu sư cho, hắn không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thấy hắn không nói, nữ hài không hỏi tới nữa, mà thoáng hiện ra vẻ nghi ngờ nhìn qua. Lúc này tới Vương Thành, lẽ nào, cũng tham gia hội vấn đáp. Hội vấn đáp? Trương Huyền sửng sốt. Đó là cái gì? Ngươi không biết. Nữ hài nhìn hắn giống như nhìn quái vật. Vấn đáp là quy trình cuối cùng để sát hạch danh sư. Chỉ có thông qua vấn đáp, mới có khả năng có thể trở thành danh sư chân chính. Nếu ngươi là học đồ, làm sao có thể ngay cả điều này cũng không biết. Trương Huyền đầy mê man. Hắn dựa vào giả mạo, dương sư, học đồ, mới được lệnh bài học đồ. Đối với quy trình sát hạch danh sư một chữ cũng không biết. Trước đó đám người lưu sư cũng chỉ nói tư cách sát hạch. Cái khác vẫn chưa nói tỉ mỉ. Bởi vậy hắn cũng không biết, còn có một vấn đáp. Đúng vậy. Nữ hài gật đầu, có chút do dự, giống như nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh hiểu ra. Ta biết, ngươi vừa trở thành học đồ không lâu. Vừa trở thành học đồ, cách sát hạch danh sư chân chính còn không biết phải học tập bao lâu, tất nhiên đối với sát hạch thế nào, không biết nhiều lắm. Trương Huyền gật đầu. Tạm thời không nói thời gian hắn trở thành học đồ không lâu. Cho dù thời gian đi tới thế giới này cũng chưa đầy 2 tháng. Lại nói Thiên Huyền Vương Quốc ngay cả một danh sư, thậm chí ngay cả sách liên quan tới danh sư cũng không có. Sát hạch thế nào, có quy định gì, hứn biết được mới là lạ. Vừa trở thành học đồ cũng không cần sốt ruột, học tập cho giỏi, chỉ cần trong vòng 10 năm sát hạch thành công, đủ để làm rạng rỡ tổ tông. Nghe hắn vừa trở thành học đồ, thái độ của nữ hài lại thân thiết hơn nhiều. Dù sao chúng ta không có thiên phú giống như Mạc Vũ công chúa, mới 22 tuổi lại sát hạch danh sư thành công. Nói lên Mạc Vũ công chúa, mắt của nàng lập tức phóng ra ánh sáng, để lộ ra sự sùng bái nồng đậm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 431, Nghiệp đoàn thi họa sư 1. Sát hạch danh sư thành công. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, thời điểm ở Hồng Liên Thành, nàng không phải là học đồ sao?
Mình đi độc điện chậm trễ thời gian 20 ngày, lẽ nào vị công chúa này vừa về tới Thiên Vũ Vương Thành, liền bắt đầu sát hạch, hơn nữa còn thành công. Mạc Phú công chúa là một trong những thiên tài nổi danh nhất của Thiên Vũ Vương quốc. Nửa tháng trước nàng xuất ngoại rèn luyện trở về, đầu tiên là sát hạch luyện đan sư nhị tinh thành công, lại đi sát hạch danh sư, không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối hoàn thành rất nhiều kiểm tra, chỉ còn lại hội vấn đáp ngày mai. Chỉ cần thông qua, chẳng khác nào trở thành danh sư nhất tinh chân chính. Nữ hài đầy hưng phấn. 22 tuổi làm danh sư nhất tinh, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc, chỉ sợ cũng chỉ có người được xưng đệ nhất thiên tài không hoàng nhất mới có khả năng hơn một chút. Mạc Hoàng Nhất. 22 tuổi luyện đan sư nhị tinh, thuần thú sư nhất tinh, danh sư nhất tinh, y sư học đồ, lại còn không phải là đệ nhất thiên tài. Ngươi không biết. Thấy vẻ mặt hắn mê hoặc, nữ hài có chút hết chỗ nói rồi. Không phải tận mắt nhìn thấy được lệnh bài học đồ của hắn, nàng thật sự nghi ngờ người này có phải là thật hay không. Không biết quy trình sát hạch danh sư, không biết hội vấn đáp ngược lại cũng thôi. Ngay cả Mạc Hoàng Nhất cũng không biết. Ngươi là từ xó xỉnh nào xuất hiện vậy? Hắn rất nổi danh sao? Trương Huyền hỏi. Nghe nói như thế, nữ hài cố nén vẻ mặt phiền muộn, nói. Ngươi không biết có phải là, lần đầu tiên tới Thiên Vũ Vương Thành. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Được rồi. Thấy hắn thừa nhận sảng khoái như vậy, ngay cả một chút xấu hổ cũng không có, nữ hài trợn mắt khinh thường. Đổi lại thành người khác, lần đầu tiên tới thành thị lớn, vẻ mặt nhất định sẽ ngượng ngùng. Có loại cảm giác tự ti phức tạp. Đến người này thì hay rồi, vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng. Thật giống như lần đầu tiên tới Thiên Vũ Vương Thành là rất quang vinh vậy. Thật không biết lấy tự tin như vậy ở đâu ra. Nếu ngươi không biết, ta lại nói cho ngươi biết. Nữ hài nói. Mạc Hoàng Nhất, được gọi là đệ nhất thiên tài Thiên Vũ Vương quốc trong nghìn năm qua, danh chấn 13 vương quốc. Năm nay chỉ có 26 tuổi, đã là một vị danh sư nhất tinh đỉnh phong. Luyện đan sư nhị tinh, trận pháp sư nhị tinh và luyện khí sư nhị tinh. Con mắt Trương Huyền trợn tròn. Danh sư nhất tinh đỉnh phong, luyện đan sư nhị tinh, trận pháp sư nhị tinh, luyện khí sư nhị tinh. 26 tuổi, một thân kiêm bốn chức nghiệp lớn. Nhìn như vậy, vừa so sánh với Lục Tầm trước đó được gọi là thiên tài, hoàn toàn không ở trên cùng một mặt. Thậm chí Mạc Vũ, cũng kém một đoạn thật lớn. Thấy biểu tình của hắn biến hóa. Nữ hài lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói tiếp. Không chỉ có như vậy, vị thiên tài lớn lao này, trên thiên phú tu luyện, cũng vô cùng khủng khiếp. 3 năm trước đây, mới vào tông sư, lại đánh bại thiết thụ tướng quân là tông sư trung kỳ. Còn một người một kiếm, giết chết Thương Bắc Ngũ Hùng gây hại một phương. Phải biết rằng 5 người này đều là cường giả tông sư, còn có 3 người đạt tới tông sư trung kỳ, bị một mình hắn giết chết. Nếu không phải chính tai nghe nói, ta cũng không thể tin được. Năm nay hắn đạt được tông sư hậu kỳ, ở Thiên Tuyền Phong khiêu chiến Hồng Nhược Đại Sư, cường giả tông sư đỉnh phong, trong vòng 100 chiêu đánh bại hắn. Cũng ở trong so tài, thành công đột phá, đạt tới tông sư đỉnh phong. Ngay cả quốc vương bệ hạ cũng nói hắn là thiên tài nghìn năm khó gặp, tương lai thành tựu vô hạn. 26 tuổi, tông sư đỉnh phong, còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Trương Huyền líu lưỡi, thảo nào có thể được gọi là đệ nhất thiên tài nghìn năm qua. Mạc Hoàng Nhất này quả thực rất đáng sợ. Vừa so sánh với hắn, thiên tài hắn nhìn thấy trước đó, quả thực chỉ giống như con đom đóm, không đáng để nhắc tới. Mạc Hoàng Nhất này cũng là họ Mạc, chẳng lẽ cũng là người của Vương Thất Thiên Vũ? Hắn cảm thán một câu, không nhịn được hỏi. Mạc Phú công chúa họ Mạc, nói rõ Vương Thất của Thiên Vũ Vương Quốc cũng là họ này. Mạc Hoàng Nhất này chẳng lẽ là thành viên của Vương Thất? Đúng vậy. Nữ hài gật đầu. Hắn là con trai của một vương gia trong vương thất, cũng không được sủng ái. Tuy rằng trên bối phận là ca ca của Mạc Vũ công chúa, địa vị lại kém hơn rất nhiều. Chỉ có điều, có thiên phú như thế, ai cũng không dám khinh thường. Ừ, Trương Huyền công nhận, con cháu vương hầu với nhau, trời sinh hậu đãi chỉ là một điều kiện. Miễn là cố gắng thật tốt, đều có thể thu được sự tôn trọng của người khác. Lại lấy Mạc Hoàng Nhất này làm ví dụ. Hắn tuy rằng không phải là đích truyền của Vương Thất Thiên Vũ Vương Quốc, vậy mượn loại thế này, thật sự muốn trùng kích ngôi vua, nói vậy các vương tử khác cũng không có cách nào ngăn cản. Dốc hết sức xuống 10 cơ hội, khi độ cao của ngươi thật sự đạt được cảnh giới nhất định, cái gọi là âm mưu quỷ kế, đều nực cười giống như qua mọi qua. Thấy hắn dường như suy nghĩ tới điều gì, nữ hài nói tiếp. Chỉ có điều,
hắn tuy rằng lợi hại, ta lại bội phục Mạc Vũ công chúa hơn. Không chỉ xinh đẹp, thiên phú cũng cao, ta cũng muốn giống như nàng, khiêm tốn lễ độ, khiêm tốn hiếu học, học tập thật giỏi, tranh thủ cất một tiếng khiến người kinh ngạc, danh chấn thiên hạ. Khiêm tốn lễ độ, khiêm tốn hiếu học. Trương Huyền nhìn qua, hắn và Mạc Vũ tiểu thư này đi chung thật nhiều ngày, thế nào lại chưa bao giờ cảm thấy nàng còn có ưu điểm này. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Chợt nhớ tới những lời nàng nói tới lúc trước, hắn hỏi tiếp. Nàng nói hội vấn đáp, ngoại trừ vị Mạc Vũ công chúa này còn có rất nhiều người khác cũng tiến hành sát hạch. Nghe hắn nói như thế, nữ hài lại trợn trừng mắt. Chương 432, Nghiệp đoàn thi họa sư 2. Danh sư rất nhiều sát hạch, có thể thông qua, một năm không nhất định có một người. Ngươi tưởng là rau cải trắng, tùy tiện là có thể xuất hiện rất nhiều sao. Ta từ Tuyền Hải Thành đặc biệt tới nơi này, chính là để tham gia nghi thức công chúa thăng cấp danh sư. Thế nào còn có thể có những người khác? Tuyền Hải Thành. Trong đầu Trương Huyền hiện lên một quyển sách, chính là địa đồ của Thiên Vũ Vương Quốc. Nếu như so sánh Thiên Vũ Vương Thành với Thiên Huyền Thành, Tuyền Hải Thành này lại không khác biệt với Bạch Ngọc Thành, thuộc về thành thị lớn thứ hai trong danh giới Thiên Vũ. Từ nơi đó đi qua, lại có cường giả tông sư làm hộ vệ, nữ hài này, thoạt nhìn thích nói, không sợ nà lạ, sợ rằng địa vị không thấp. Cũng đúng, học tập danh sư, không có nhân mạch, muốn tìm đến được lão sư chỉ điểm, gần như không có khả năng. Lại hàn huyên vài câu, hắn biết nữ hài này gọi là Lăng Tiêu Tiêu, năm nay mới sát hạch thành công danh sư học đồ. Đều là học đồ chắc hẳn phải chiếu cố lẫn nhau, lúc này nàng mới nói nhiều với hắn như vậy. Hội vấn đáp ở danh sư đường, trưa mai sẽ bắt đầu. Người sau này muốn sát hạch danh sư, có thể tới xem một chút. Lúc này từ biệt, nói một hồi, phát hiện học đồ gọi là Trương Huyền này, đối với sát hạch danh sư một chữ cũng không biết, cái gì cũng không biết, Lăng Tiêu Tiêu cũng lại mất đi hứng thú nói chuyện phiếm với hắn. Theo nàng, người như thế cho dù sau này có cơ hội sát hạch danh sư, cũng phải là mấy chục năm sau. So với nàng, hắn hoàn toàn không cùng trên một trình độ. Tạm thời tìm một chỗ ăn, sau đó sẽ tìm chỗ ở sau. Sau khi từ biệt nữ hài tử, Trương Huyền duỗi người, vẫn không tiếp tục đi về phía trước. Dù sao đã hỏi rõ chỗ vị trí của danh sư đường, hắn không nóng nảy qua đó. Từ độc điện đi tới nơi này, liên tục 6, 7 ngày đi đường, đều ăn lương khô. Trong miệng hắn đã sớm nhạt. Ăn xong, hắn đang định tìm một tử lâu ở lại một đêm, liền thấy một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Phía trên có 5 chữ lớn rồng bay phượng múa, giống như có tinh khí thần, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lượn ra. Nghiệp đoàn thi họa sư. Nhận ra chữ viết phía trên, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Thi họa sư và luyện đan sư giống nhau, thuộc về chức nghiệp đặc biệt, cũng có nghiệp đoàn thống nhất quản lý. Chỉ là địa phương Thiên Huyền Vương quốc quá nhỏ, không đủ tư cách xây dựng phân bộ. Không nghĩ tới vừa tiến vào Thiên Vũ Vương thành hắn liền nhìn thấy. Vào xem. Hiện tại hắn có rất nhiều chức nghiệp, ngoại trừ thuần thú sư, luyện đan sư, hiểu rõ đối với thi họa là tối đa. Thậm chí còn có thể làm ra tác phẩm ngũ cảnh, nếu gặp gỡ nghiệp đoàn, thật ra có thể sát hạch một thi họa sư chính thức. Dù sao lúc này chức nghiệp chính thức của hắn, cũng chỉ có hai loại thuần thú sư nhị tinh và luyện đan sư nhất tinh mà thôi. Thoạt nhìn lộ ra một chút yếu ớt. Về phần độc sư, tuy rằng trình độ của hắn cũng đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh, bởi vì ngụy trang, sư thúc tổ, vẫn chưa sát hạch, tất nhiên cũng không có cái gọi là huy hiệu gì cả. Đương nhiên cho dù có, dựa theo bài xích của những nghề nghiệp khác đối với độc sư, hắn cũng không dám lấy ra. Trong lòng nghĩ vậy, hắn nhấc chân đi vào. Không hổ danh là nghiệp đoàn của thi họa sư, đồng dạng là đại điện rộng rãi, nhưng bên trong bố trí ngay ngắn có trật tự, khiến người ta có một loại cảm giác người ở trong tranh vẽ. Chậm rãi đi vào trong đó, giống như rong chơi ở trong cuốn sách, thoải mái nói không nên lời. Tường bốn phía xung quanh còn treo đầy đủ các loại tác phẩm. Một vài bức trông rất sống động, tất nhiên đều đạt tới trình độ lục thực nhất cảnh. Tuy rằng thi họa sư chính thức cần phải nắm giữ 4 cảnh lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng. Nghe nhất cảnh rất đơn giản, lại cũng cần mấy năm học tập, không có khả năng một lần tụ tập là thành. Nhất là vẽ tranh, không có kinh nghiệm và tự thân hiểu ra. Muốn miêu tả ra phong cảnh nhìn thấy được ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra có thể làm ra những bức tranh này, cho dù không phải là thi họa học đồ, nhưng cũng không khác biệt lắm. Vị công tử này, không biết cần bức tranh gì, tiểu nhân có thể dẫn công tử đi xem một chút.
chậm rãi đi về phía trước, một gã sai vặt mặc y phục màu xanh lại đi tới, nhìn về phía Trương Huyền vẻ mặt cung kính. Những bức tranh này bán ra sao? Trương Huyền đưa tay chỉ. Đúng vậy, công tử tới nơi này không phải muốn mua bức tranh sao? Gã sai vặt gật đầu. Nghiệp đoàn thi họa sư không bán thi họa, vậy đi chỗ nào mua? À, suy nghĩ một chút hắn cũng lại bừng tỉnh. Nghiệp đoàn luyện đan sư bán đan dược là một xu hướng. Nếu như ở đây cũng không bán thi họa, vậy đi nơi nào mua? Hắn gật đầu, hỏi. Những thứ này đều là bức tranh nhất cảnh, có cấp bậc cao hay không? Mời lên lầu, tầng 1 của nghiệp đoàn đều là tranh nhất cảnh, tầng 2 là nhị cảnh. Lấy loại này suy diễn ra, công tử muốn mua cảnh giới gì, ta lại dẫn ngài đi tới. Ánh mắt của gã sai vặt nhất thời sáng lên. Thi họa cảnh giới càng cao, giá cũng lại càng cao. Một khi có thể bán ra, làm nhân viên phục vụ, nhận được phần trăm tất nhiên cũng lại càng nhiều. Có. Hắn đang muốn mở miệng hỏi một chút, có bức tranh ngũ cảnh hay không, vừa vặn cũng đi lên xem một chút. Chợt hắn nhìn thấy dòng người điên cuồng lao ra, không ít người phóng về ngay phía trước. Nhanh lên một chút, Quý Mặc công tử đi ra. Hắn sát hạch thi họa sư nhất tinh thành công. Đúng vậy, vừa sát hạch xong, vì hồi đáp mọi người, dự định ở trước mặt mọi người vẽ tranh. Hơn nữa còn muốn công khai bán đấu giá. Vẽ tranh ở trước mặt mọi người, quá tốt, bức tranh của hắn, ta nhất định phải mua được. Mọi người mỗi một người đều bàn luận ầm ĩ. Những người này trên cơ bản đều là nữ tử, tuổi không lớn lắm. Bọn họ vừa đi về phía trước, vừa líu díu bàn luận. Trong đó cũng có một vài người trung niên, từ y phục trên người có thể nhìn ra giá trị con người xa xỉ. Quý Mặc công tử, vẽ tranh. Hắn nghi ngờ liếc mắt thoáng nhìn. Quý Mặc là tiểu thiếu gia quý gia của Vương Thành, năm nay chưa đầy 20, cũng đã là một vị thi họa sư chính thức. Nói về Quý Mặc công tử, gã sai vặt cũng lộ ra vẻ mặt sùng bái. Nếu như công tử muốn mua bức tranh, không ngại đi qua nhìn một chút, có thể mua được bức tranh của quý thiếu gia, chuyến đi này tuyệt đối không tệ. Chương 433, Quý Mặc công tử 1. À, vậy ta lại đi qua nhìn một chút. Vừa vặn cũng không có chuyện gì, Trương Huyền cũng muốn biết một chút xem sát hạch thi họa sư thế nào. Hắn đi theo phía sau gã sai vặt mặc y phục màu xanh, đi về hướng mọi người đang tranh cãi ầm ĩ. Ngay phía trước đoàn người là cái bàn màu xanh sẫm dựa vào tường trưng bày. Một thiếu niên 18, 9 tuổi, trang phục màu trắng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Quý Mặc công tử, ta yêu công tử, ta muốn sinh con cho công tử. Không biết xấu hổ, quý công tử là của ta, ai cướp với ta, ta lại xé nát y phục của nàng. Tiểu thư, bên kia có một mỹ nữ đang muốn cướp, nàng nhanh đi xé y phục của nàng ấy. Chúng ta giúp nàng cổ vũ. Quý Mặc công tử trước mặt vẫn đang nhắm mắt, phía dưới rất nhiều nữ tử đã phát điên. Quý công tử tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại thương hương tiếc ngọc. Mấu chốt nhất chính là, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, có không ít nữ hài tử sùng bái. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh thấp giọng. Trương Huyền gật đầu, nhìn lại về phía vị Quý Mặc công tử này. Người này quả thực da trắng nõn, diện mạo có chút tuấn mỹ. Mặc dù nhắm mắt lại, khóe miệng lại thoáng cong lên, khiến người ta một loại cảm giác mỉm cười, khá trêu chọc nữ hài tử yêu thích. Có thiên phú, có thực lực, có gia thế, quan trọng nhất bộ dạng còn rất tốt. Thảo nào nhiều nữ tử điên cuồng như vậy. Hắn đây là, đang làm gì? Thấy đối phương ngồi ngay ngắn, không để ý tới tranh cãi xung quanh, hai mắt nhắm nghiền, Trương Huyền hỏi. Quý Mặc công tử muốn vẽ bức tranh, chắc là tâm thần phải yên tĩnh, điều chỉnh trạng thái. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh nói. Điều chỉnh trạng thái, ở chỗ này sao? Trương Huyền kỳ quái. Chỉ là vẽ một bức tranh mà thôi, mình thông thường cầm bút lại tới. Người này, còn cần điều chỉnh trạng thái. Lại nói, cho dù điều chỉnh, đến một nơi yên tĩnh không có người tốt hơn. Ở đây nhiều người như vậy, cãi nhau với nhau, điều chỉnh cái gì? Quý công tử chưa đầy 20 liền trở thành đại sư thi họa, thiên tài tuyệt đỉnh. Tất cả hành động đều tự có thâm ý. Loại người nhà quê giống như ngươi sao có thể hiểu được? Nghe được giọng điệu nghi ngờ của hắn. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh còn chưa kịp mở miệng, một nữ hài đã xoay đầu lại, trợn mắt nhìn. Không sai, không biết người ngoài nghề từ nơi nào xuất hiện, cút sang một bên. Đừng ở chỗ này bôi nhỏ quý công tử thi họa. Lại một nữ tử hừ nói. Xôn xao. Xung quanh tách ra, tạo thành một khoảng trống.
Tất cả nữ tử xung quanh đều lạnh lùng nhìn qua, vẻ mặt chán ghét. Ách! Không nghĩ đến chỉ nói một câu, đã bị nhiều người căm thù như vậy, Trương Huyền cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên Vũ Vương quốc có nghiệp đoàn thi họa sư, không ít người đều yêu thích thi họa, học đòi văn vẻ. Bởi vậy địa vị của thi họa sư rất cao, Quý Mặc công tử lại là người xuất sắc trong số đó, nhận được vô số người theo đuổi tán tụng. Ở chỗ này tốt nhất cái gì cũng đừng nói, nếu không, mắng cũng có thể mắng chết người. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh cười gượng, hạ giọng nói. Trương Huyền gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy Quý công tử ở ngay phía trước đang nhắm chặt hai mắt, chợt mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Mau nhìn, Quý công tử sắp vẽ. Không biết sẽ vẽ ra bức tranh cấp bậc gì. Cái đó còn cần phải nói sao? Quý công tử lại là thi họa sư chính thức, nhất định có thể vẽ ra tác phẩm nhị cảnh. Thấy hắn mở mắt, mọi người trước đó đang trợn mắt nhìn, cũng lại mặc kệ Trương Huyền, nhìn về phía trước. Trong mắt bọn họ xuất hiện từng ngôi sao. Thi họa sư chính thức cũng được gọi là đại sư thi họa, giống như Lục Trầm, Nguyên Ngữ, có thể dễ dàng vẽ ra bức tranh nhị cảnh, thậm chí tam cảnh, về phần có thể ra kinh hồng hay không, lại phải xem vận khí và trạng thái. Tứ cảnh đầu của thi họa theo thứ tự là Lục Thực, Linh Động, Ý Tồn, Kinh Hồng. Tại hạ Quý Mặc, chuẩn bị bêu xấu. Quý Mặc công tử đứng ở trước bàn, bàn tay rung lên. Một chiếc quạt giấy xuất hiện ở trước mặt, hắn phe phẩy vài cái, tóc đen lay động, trang phục màu trắng giống như gặp gió. Bức tranh vẽ xong, lập tức bán đấu giá. Chỉ có điều, số tiền này, Quý Mỗ không lấy một xu, sử dụng để xây dựng thi họa đường, mời thi họa học đồ đứng ra dạy học, để cho nhiều người thích thi họa hơn, hiểu rõ về thi họa hơn. Không hổ danh là Quý công tử, xem tiền tài giống như cặn bã. Văn nhân khí khái, khiến cho người ta bội phục. Nghe hắn nói như thế, mọi người lại ồ lên, nhất là rất nhiều nữ tử, mỗi một người đều kêu lên thành tiếng chói tai. Người này cũng thật biết mua chuộc lòng người. Trương Huyền lắc đầu. Quý Mặc công tử này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, lại ngũ vị quan trường sâu sắc, biết cái gì có thể thu hút sự chú ý của người khác. Cái đó giống như những minh tinh kiếp trước kia tổ chức bán đấu giá từ thiện, nói trắng ra, chính là một mánh lới. Nếu quả thật muốn xây dựng thi họa đường, khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ thi họa, yêu thích thi họa, lặng lẽ làm là được, không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy. Huống gì, hiện tại cũng là cuối mùa thu, lại là buổi tối, đứng tại chỗ có chút lạnh, còn quạt cái quạt. Yên tĩnh. Quạt giấy khép lại, Quý Mặc công tử giơ bàn tay ngăn lại. Được rồi, ta lại không nhiều lời vô ích, hiện tại liền bắt đầu vẽ tranh. Vẫn hy vọng các vị có thể giữ yên lặng. Nghe được lời của hắn, mọi người trước đó còn thét chói tai, nhất thời ngừng lại. Quý Mặc công tử khẽ cười, một tay giữ ống tay áo, bàn tay chộp một cái. Một cái lông bút xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Giấy tuyên thành mở ra, tay trái ở trên bàn ấn một cái. Dưới chân khí trùng kích, nước mực trong nghiên mực rơi vào ngòi bút, tay phải múa, bút hạ xuống mặt giấy. Rồng bay phượng múa, muôn hình vạn trạng. Xôn xao. Bút lông trên giấy đưa qua đưa lại, giống như một con cá bơi qua bơi lại ở trong hồ nước. Theo thời gian trôi qua, một bức tranh chậm rãi xuất hiện. Là một bức cảnh nước từ trên núi chảy xuống. Sơn mạch cao vút, rừng đá với hình thù kỳ quái, nước chảy rong chơi trong đó, đánh vào mặt đá, giống như phát ra những tiếng, đinh đang. Tất cả lá cây đều giống như múa theo một phương hướng, hình như có gió nhẹ lướt qua. Là bức tranh cảnh giới linh động nhị cảnh. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Ở trong nhà Lục Trầm đại sư học tập xong thiên đạo thi họa, đối với nghề nghiệp thi họa này hắn lại có hiểu rõ rất sâu. Cho dù không sử dụng thiên đạo đồ thư quán, hắn cũng có thể tiến hành giám định và thưởng thức đối với một ít bức tranh. Bức tranh sơn thủy này, non xanh nước biếc, giống như khiến cho người ta tận mắt nhìn thấy được một tòa sơn mạch, khí tức linh động, khiến người ta có thẩm mỹ khác thường, nói rõ dĩ nhiên đạt được linh động cảnh. Chỉ có điều, tuy rằng vô cùng xuất sắc, trong nước từ trên núi chảy xuống lại không có ý cảnh, ý nhị, cũng chính là không đạt được cái gọi là ý tồn. Đáng tiếc, nếu như kỹ năng huyền diệu không quá mức, an tâm kiên định vẽ tranh, có lẽ thật sự có thể đạt được cảnh giới này. Nhìn một hồi, Trương Huyền thở dài một tiếng. Quý Mặc công tử này tuy rằng thoạt nhìn có chút giả vờ giả vịt, phần bản lĩnh vẽ tranh quả thật không tệ. Dựa theo đạo lý, chỉ cần tĩnh tâm vẽ tranh, làm ra tác phẩm ý tồn tam cảnh, không khó lắm. Chỉ tiếc, vì động tác đẹp, không ít nơi quá mức khoa trương, bỏ quên ý định ban đầu vẽ tranh,
cuối cùng chỉ khiến cho bức tranh đạt được linh động đỉnh phong, chỉ cách ý tồn kém một tia. Trong lòng hắn xúc động, lại không nói ra. Hắn tới đây chỉ là muốn xem thử sát hạch thi họa sư thế nào. Hắn cùng Quý Mặc công tử này hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Lại nói, vừa rồi hắn còn chưa nói xong, đã bị mọi người quát lớn một trận. Hắn cũng không muốn bị đám đông nữ nhân trước mắt này mắng chết. Chương 434, Quý Mặc công tử 2. Rất nhanh, bức tranh đã hoàn thành. Sau đó Quý Mặc công tử ném bút lông vào ống đựng bút, treo bức tranh ở trên vách tường bên cạnh. Đây là một bức tranh nhị cảnh đỉnh phong, bức tranh Thanh Phong Sơn Thủy Đồ này hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Mọi người có thể tự do báo giá. 100 vạn kim tệ làm cơ sở, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn kim tệ. Nói đến đây, Quý Mặc công tử nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười mỉm mê người, cây quạt ở trong lòng bàn tay phe phẩy, tôn lên khí chất công tử văn nhã của hắn. Người mua được bức họa này, ta có thể miễn phí theo nàng cùng đi ăn tối. Cùng đi ăn tối, bức tranh này ta mua. Đừng tranh với ta, ta ra 110 vạn. 110 vạn đã muốn mua bức tranh của Quý Mặc công tử. Đùa gì thế, 130 vạn. Ta ra 200 vạn. Nghe được bán đấu giá, còn tặng kèm phúc lợi, rất nhiều nữ tử nhất thời hưng phấn đỏ mắt. Mỗi một người điên cuồng báo giá. Rất nhanh, giá tăng cao. 240 vạn. Thấy giá rất nhanh tăng cao tới hơn 200 vạn, Trương Huyền trợn tròn hai mắt. Trước đó hắn bán bức tranh ngũ cảnh cho đám người Lục Trầm, Hoàng Ngữ, cũng chỉ 200 vạn kim tệ. Một bức tranh nhị cảnh, rác rưởi không thể lại rác rưởi hơn này, không ngờ vượt qua cái giá tiền này. Quá gài bẫy. Cái này, bức tranh ngũ cảnh hóa linh cảnh, đại khái bao nhiêu tiền? Vẻ mặt hắn phiền muộn, không nhịn được quay đầu lại hỏi gã sai vặt bên cạnh. Ngũ cảnh, đây chính là bản vẽ đẹp do đại sư thi họa nhị tinh tông sư cảnh, hơn nữa còn không phải lần nào cũng có thể vẽ thành, cần phải có cơ duyên và trạng thái. Loại bức tranh này, tính toán ở chỗ này, đều sẽ là trấn hội chi bảo, có thể nói. Vô giá. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh có chút do dự, nói. Vô giá. Trương Huyền thoáng lắc lư một cái. Đúng vậy, nếu như muốn định ra một giá, giá khởi đầu chỉ sợ cũng phải 1.000 vạn kim tệ. Cuối cùng có thể tăng lên đến thế nào, ta cũng không biết. Chỉ biết là nửa năm trước, ở đây từng bán đấu giá một bộ. Giá cuối cùng là 3.400 vạn kim tệ. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh nói. Khóe miệng Trương Huyền giật một cái, cảm thấy lập tức muốn khóc. Bức tranh hơn 3.400 vạn kim tệ, hắn bán ra 4 bức 200 vạn. Có cần hãm hại như thế hay không? Nghiệp đoàn thi họa sư, thành lập ra ở Vương Thành không đầy 30 năm. Giá của bức tranh cũng trong khoảng thời gian này tăng lên. Đổi lại thành 30 năm trước, căn bản không ai coi trọng. Cho dù là bức tranh ngũ cảnh, chỉ sợ cũng chỉ đáng giá 1-200 vạn. Gã sai vặt nói tiếp. Cao hơn nữa, không ai đi mua. 30 năm trước, 1-200 vạn. Trương Huyền sửng sốt. Đúng vậy. Gã sai vặt gật đầu. Thấy hắn xác nhận, Trương Huyền lúc này mới hòa hoãn lại, cảm thấy trong lòng thư thái một ít. Tin tức Thiên Huyền Vương quốc bế tắc, lại không có nghiệp đoàn thi họa sư. Xem ra trước đây đám người Hoàng Ngữ báo giá cho mình là giá của 30 năm trước. 200 vạn, đã coi như là không ít. Công tử muốn mua bức tranh ngũ cảnh sao? Gã sai vặt mặc y phục màu xanh nghi ngờ nhìn qua. Bức tranh ngũ cảnh chỉ có hội trưởng mới có khả năng vẽ ra. Chỉ có điều hội trưởng nửa tháng trước lại đi ra tìm linh cảm, bây giờ còn chưa trở về. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đè ép sự phiền muộn xuống, Trương Huyền lắc đầu. Vậy, gã sai vặt nhìn qua. Nếu không công tử, mua lại bức Thanh Phong Sơn Thủy Đồ của Quý Mặc công tử này lại. Nhị cảnh đỉnh phong, lại là sản phẩm của Quý công tử làm ra, sau này tất nhiên có thể tăng giá. Thôi đi, Trương Huyền lắc đầu. Ta tới đây không phải là mua tranh, lại nói, một bức tranh nhị cảnh làm mà thôi, không có hứng thú. Nhị cảnh, còn mà thôi. Khẩu khí thật là lớn. Vừa dứt lời, gã sai vặt mặc y phục màu xanh vẫn chưa trả lời, liền nghe được một tiếng nói bực bội vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Quý Mặc công tử phía trước đang lạnh lùng nhìn lại. Ách! Không nghĩ tới giọng điệu chính mình nói không lớn, lại bị đối phương nghe được, Trương Huyền có chút xấu hổ. Thật ngại quá, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, xin lượng thứ cho. Đối phương vẽ tranh mệt, đầu đầy mồ hôi, cũng không dễ dàng. Lời mình mới vừa nói,
thật có chút thiếu sót. Hừ, ngươi cho rằng một câu xin lượng thứ cho là xong rồi sao? Quý Mặc công tử vung ống tay áo, lông mày nâng lên. Cắt ngang buổi đấu giá, xem thường đối với bức tranh của ta. Ngươi làm vậy là đang sỉ nhục chức nghiệp thi họa, khinh thường một vị thi họa sư chính thức. Vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? Mình chỉ là thuận miệng nói, cũng nói xin lỗi, đối phương tự nhiên bay lên đến mức độ sỉ nhục chức nghiệp thi họa, khinh thường thi họa sư chính thức, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Rất đơn giản, 500 vạn kim tệ, mua bức tranh này của ta. Quý Mặc công tử chắp hai tay ở sau lưng, thản nhiên nhìn qua. Ngươi yên tâm, số tiền này, ta một xu cũng không cầm, sẽ tất cả quyên góp ra ngoài, sử dụng để xây dựng thi họa đường, cũng coi như cho ngươi lấy công chuộc tội. 500 vạn kim tệ. Trương Huyền sửng sốt. Hắn tới xem một chút, thuận miệng nói một câu, đối phương đã muốn ép mua ép bán, đùa gì thế? Ở đây nhiều bái nữ nhân sùng của ngươi như vậy, ngươi để cho các nàng mua không được sao? Thế nào, không muốn mua? Quý Mặc công tử lạnh lùng cười, giơ bàn tay ngăn lại. Không mua cũng có thể, lập tức nói lời xin lỗi, sau đó lại đừng bước vào nghiệp đoàn nửa bước. Nghiệp đoàn thi họa sư chúng ta, không chào đón loại người như ngươi. Không bước vào nghiệp đoàn nửa bước. Trương Huyền bất đắc dĩ. Thực sự là người hiền bị người bắt nạt, ngựa tốt bị người cưỡi. Mình chỉ thuận miệng nói, cũng đã nói xin lỗi, đối phương tự nhiên y y không buông tha. Xin lỗi cũng có thể, không bước vào nghiệp đoàn thi họa cũng có thể, cho dù 500 vạn kim tệ mua cũng có thể. Điều kiện trước tiên là, tác phẩm phải giá trị với giá tiền này. Trương Huyền lắc đầu. Bức tranh này tùy tiện tìm một học đồ tới cũng vẽ ra được, cũng xứng sao. Chương 435, Man thú vẽ tranh 1. Mới vừa rồi bị nữ tử chửi rủa, xung quanh tránh xa tạo thành một chỗ trống. Trương Huyền và gã sai vặt đứng ở nơi đó, vốn đã có vẻ đặc biệt. Trong lúc tất cả mọi người báo giá, hai người lại ở phía dưới nói nhỏ, Quý Mặc công tử đều nhìn thấy ở trong mắt. Hắn vốn có chút không vui, cẩn thận vừa nghe, lại còn khinh thường tác phẩm của hắn. Hắn làm thế nào nhịn được, lập tức quát lớn. Quả thực chính là đang khiêu chiến quyền uy và uy nghiêm của hắn. Vốn tưởng rằng đối mặt với sự chất vấn, người này sẽ lập tức xin lỗi, không nghĩ tới lại nói ra lời này. Thứ tùy tiện tìm một học đồ cũng có thể vẽ ra tới. Lửa giận thoáng chốc vọt lên, hắn tức giận, sắc mặt đỏ lên. Ngươi nói cái gì? Siết chặt nắm đấm, lông mày nâng lên, một lực lượng từ trên người phát ra, thổi khiến không khí vang lên những tiếng phật phật. Hắn lại là cường giả ích huyệt cảnh. Chưa đủ 20 lại đạt được ích huyệt cảnh, xem ra thiên phú tu luyện của Quý Mặc công tử này không hề kém hơn so thiên phú thi họa. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh cũng không nghĩ tới Trương Huyền sẽ nói ra lời này, sắc mặt trắng bệch. Trước đó không nói Quý gia là một trong 3 gia tộc lớn ở Vương Thành. Chỉ nói Quý công tử này thân là thi họa sư nhất tinh, được vô số người ủng hộ, có năng lực hiệu triệu rất mạnh. Khiêu khích như vậy, không phải muốn chết sao? Chọc giận đối phương, bị đánh là nhẹ, rất có thể bị nghiệp đoàn thi họa sư phong sát. Sau này cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng mua không được nửa bức tác phẩm. Vị công tử này, đừng hành động theo cảm tình, ngươi. Tốt nhất là xin lỗi, mềm mỏng một chút. Không nhịn được, hắn kéo người thanh niên bên cạnh một cái, vội vàng truyền âm. Nói xong, chỉ thấy người thanh niên bên cạnh gật đầu mở miệng. À, nói học đồ có thể vẽ ra, là ta nói sai. Như vậy còn tạm được. Nghe hắn nhận sai, gã sai vặt đang muốn thở phào, lại nghe được lời phía dưới, lập tức mí mắt giật một cái. Thiếu chút nữa thì lập tức ngã sấp xuống. Đây là sỉ nhục đối với học đồ, nhìn trình độ bức tranh này, chắc hẳn tùy tiện bắt một con man thú tới vẽ cũng còn tốt hơn so với cái này. Còn đòi 500 vạn, 5 kim tệ ta cũng không muốn. Trương Huyền xua tay. Hắn không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ chuyện, muốn tìm phiền toái, đùa gì thế? Không tìm người khác gây phiền phức còn không tệ. Thời điểm đối phương vẽ tranh, hắn ngay cả năng lực đồ thư quán cũng chưa từng sử dụng. Chỉ dựa vào kiến thức, liền nhìn ra 7, 8 chỗ khuyết điểm. Loại bức tranh trình độ thấp này tặng không hắn cũng không muốn, còn muốn đòi tiền. Người nghĩ như thế nào? Man thú, 5 kim tệ. Hắn nói, vẻ mặt thản nhiên. Tất cả mọi người xung quanh đều cắn đầu lưỡi, nhìn qua giống như nhìn quái vật. Ở nghiệp đoàn thi họa sư, sỉ nhục một vị thi họa sư như vậy, tự tin ở đâu ra? Ngươi, Quý Mặc công tử tức thiếu chút nữa nôn ra máu.
tùy tiện bắt môn con man thú tới cũng vẽ tốt hơn so với hắn. 5 kim tệ cũng không muốn. Đây cũng không phải là đánh vào mặt, mà là đang phủ định năng lực nghề nghiệp của hắn. Được, loại biểu diễn hài kịch này không có gì hay. Đi thôi, lên lầu đi dạo. Đối mặt với sự tức giận của đối phương, Trương Huyền không chút dao động sợ hãi, xoay người muốn rời khỏi. Tuy rằng hắn vừa tới Thiên Vũ Vương quốc không có địa vị gì, nhưng lập tức lại muốn sát hạch danh sư, phải có khí độ của danh sư. Nếu thật sự thi xong, đối phương dám nói như thế, lập tức đánh chết, cũng không ai dám nói thừa nửa câu. Đây là đặc quyền và năng lực của danh sư. Danh sư không thể sỉ nhục, người sỉ nhục hẳn phải chết. Một kẻ giả vờ giả vịt làm thi họa sư mà thôi, buộc hắn mua đồ, ép mua ép bán, mắng một câu xem như là rất nể tình. Đứng lại, thấy người này khiến mình tổn hao nhiều mặt mũi, lại xoay người muốn đi, khuôn mặt Quý Mặc công tử vặn vẹo, sắp phát điên. Chỉ có điều, tuy rằng nổi giận, nhưng hắn không có tức giận thở hổn hển. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nhìn qua. Nếu ngươi nói tự tin như vậy, xem ra đối với thi họa nhất định cũng hiểu rõ rất nhiều, có dám cùng ta so tài một trận hay không? So tài? Không sai, chúng ta đồng thời vẽ tranh, tìm người qua giám định. Tác phẩm của ai tốt, cảnh giới cao, người đó lại thắng lợi. Thua, không chỉ quỳ xuống xin lỗi bên thắng, còn cút ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư cho ta, cả đời cũng không thể tiến vào. Trong ánh mắt Quý Mặc công tử mang theo sự dữ tợn. Như thế nào, có dám hay không? Đồng thời vẽ tranh, tìm người giám định, người xác định. Thấy hắn tự tin như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Đối với hắn, so tài vẽ tranh cũng không có gì. Dù sao ngày hôm nay nhàn rỗi không có chuyện gì, hắn vốn chính là qua sát hạch thi họa sư. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, không so tài một trận, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế nào, không dám sao? Quý Mặc công tử cười lạnh. Vậy cũng không phải, mà là... Trương Huyền đặt hai tay ra sau lưng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua. Ta sợ, ngươi sẽ khóc. Rầm. Mọi người quăng ngã đầy đất, đúng là một trò cười. Ngay sau đó, giống như là giọt nước nhỏ vào trong dầu sôi, tất cả mọi người ồ lên. Giả vờ giả vịt cái gì? Quý Mặc công tử là thi họa sư chính thức, một kẻ không biết từ nơi nào xuất hiện, lại dám miệng ra nói lời ngông cuồng. So tài với hắn, cho hắn biết cái gì là đại sư thi họa chân chính. Tất cả nữ tử xung quanh đều trợn mắt nhìn, mỗi một người chống nạnh, hận không thể nuốt sống Trương Huyền. Đã thấy kẻ điên cuồng, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngông cuồng như thế. Dám nói Quý Mặc công tử sẽ khóc. Biết hắn là ai không? Chưa đủ 20 tuổi lại sát hạch thi họa sư chính thức thành công, ở Thiên Vũ Vương thành từ trước tới nay đứng vị trí thứ nhất, được người gọi là thi họa song tuyệt, tài tình đứng đầu. Sợ hắn khóc. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Hội trưởng nghiệp đoàn sao? Ngươi. Rất nhiều người hâm mộ phẫn nộ. Thân thể Quý Mặc công tử cũng thoáng lắc lư một cái, thiếu chút nữa phun ra máu. Nói cũng quá nghẹn người. Biết nói càng nhiều, tức chết càng nhanh, hắn khoát tay chặn lại. Vậy bớt nói nhảm đi, ra tay sẽ biết được sự thật. Nói xong, rất sợ đối phương đổi ý, hắn quay đầu lại phân phó một gã sai vặt phía sau. Nghe được phân phó, gã sai vặt xoay người đi ra ngoài. Thời gian không lâu lắm, có hai lão nhân đi nhanh tới. Hai vị này là phó hội trưởng Trình, Ngô của nghiệp đoàn, thi họa nhị tinh tông sư. Để hai người làm trọng tài, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Nghe được là hai người là phó hội trưởng, Trương Huyền nhìn sang. Hai người kia thoạt nhìn đều có tuổi tác tương đương cùng Lục Trầm, tròm râu trắng như tuyết. Bởi vì quanh năm tiếp xúc thi họa, khí chất cao nhã. Đặc biệt là một hồi ý nhị. Không thành vấn đề. Dù sao ai làm trọng tài đối với Trương Huyền đều giống nhau, hắn gật đầu. Các ngươi muốn so tài. Đi tới trước mặt, Trình phó hội trưởng nhướng mày. Bên này gây ra mâu thuẫn, thời điểm tới đây, hắn đã nghe gã sai vặt nói. Một người thanh niên không biết từ nơi nào xuất hiện, lại dám tranh đấu với Quý Mặc, còn nói cuồng vọng như vậy. Khiến cho hai người không biết đối phương đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy. Đúng. Quý Mặc công tử khom người. Không biết vị tiểu huynh đệ này, lão sư ở chỗ nào, cùng ai học thi họa. Trình phó hội trưởng nhìn về phía Trương Huyền. Tại hạ đại sư tông sư thi họa của 13 vương quốc xung quanh, đều có chút giao tình. Nói ra có thể có quen biết từ trước. Chỉ là có chút hứng thú đối với thi họa, cũng không có lão sư.
Trương Huyền nói. Hiểu biết của hắn đối với thi họa, đều đọc từ sách ra, quả thật không có lão sư. Có chút hứng thú, không có lão sư. Hai vị phó hội trưởng Trình, Ngô liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều nghi ngờ. Một đạo thi họa mặc dù chỉ là một trong rất nhiều chức nghiệp không sát đầu, nhưng không có sư môn truyền thừa, muốn học được chân tài thật học, vẫn làm không được. Chỉ có chút hứng thú, lại dám cùng thi họa sư nhất tinh so tài. Là không biết thi họa sư lợi hại, hay tự tin hơi quá. Thi họa là hứng thú tao nhã tạo ra, dùng để so đấu, có phần mất phong nhã. Hai vị thật sự có tranh cãi gì, giải quyết riêng là được, không cần thiết so tài tranh đấu. Có chút do dự, Ngô phó hội trưởng khuyên can. Thi họa là hành động tao nhã, dùng để so đấu, có phần làm mất mặt của văn nhớ. Vẫn mong hai vị tông sư không cần khuyên cản, văn nhân lấy văn để kết giao. Thi họa sư cũng có tức giận chém trời cao. Người này sỉ nhục chức nghiệp thi họa này, ngày hôm nay không cùng hắn so tài thắng bại, ta nuốt không trôi cơn giận này. Trương Huyền còn chưa mở miệng, Quý Mặc công tử cắn răng nói. Bị người này nói ngay cả học đồ, man thú cũng không bằng, ngày hôm nay không dạy dỗ một trận, sau đó mặt mũi quét ra rác, còn làm sao gặp người. Vậy, thấy thái độ hắn kiên quyết, hai vị phó hội trưởng nhìn về phía Trương Huyền. Sau đó bọn họ thấy người vẻ mặt không để ý, gật đầu. Hắn muốn so tài là được. Được rồi. Thấy hai người đều đồng ý so tài, không có cách nào khuyên can, hai vị phó hội trưởng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nếu các ngươi muốn so tài, hai ta liền làm trọng tài. Quy định rất đơn giản, thời gian là một canh giờ. Ai vẽ ra cảnh giới cao, ai đó thắng. Cảnh giới tương đương, thời gian vẽ tranh ngắn hơn thắng. Văn không đứng nhất, dựa theo đạo lý này, trình độ thưởng thức của mỗi người thưởng thức khác nhau, rất khó cân nhắc quyết định ưu khuyết của hai tác phẩm. Chỉ có điều, thi họa nếu phân ra cảnh giới, lấy đẳng cấp này làm tiêu chuẩn, ai cũng không tìm ra được lỗi. Bắt đầu đi. Đã đưa ra quy định, hai bên so tài cũng không có ý kiến, mấy học đồ chuẩn bị thỏa đáng hai cái bàn, giấy và bút mực. Bức tranh không giới hạn thể loại, không giới hạn đề tài, có thể tự do phát huy. Thấy hai người đi tới vị trí, Ngô phó hội trưởng nói. Vâng, Quý Mặc công tử gật đầu. Không hạn chế đề tài và thể loại, có thể là bức tranh am hiểu nhất. Bức tranh sơn thủy trước đó, hắn cũng không phải thường vẽ. Đổi lại thành loại tinh thông, tuyệt đối có thể làm ra tác phẩm tam cảnh. Vừa trở thành thi họa sư nhất tinh, buồn vì không có chỗ nào khiến danh tiếng càng đánh càng vang, người này lại xuất hiện. Có thể nói, buồn ngủ đưa gối đầu. Tới thật là kịp thời. Nếu không, hắn cũng sẽ không chuyện bé xé ra to, cố ý làm lớn chuyện như vậy. Được, không có ý kiến gì, liền trực tiếp bắt đầu đi. Quy định nói ra, hai người không phản đối, Ngô phó hội trưởng giơ tay quyết định. Được, Quý Mặc công tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật một cái, bút lông xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn chấm mực múa bút, lại vẽ tranh. Lần này hắn vì muốn giành được nhiều sự thu hút. Cố ý bỏ thêm càng nhiều kỹ xảo đẹp mắt, chọc cho xung quanh lại liên tục vang lên tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi nói Quý Mặc công tử sẽ thắng chứ? Nói thừa, Quý công tử là thi họa sư thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Hội trưởng cũng nói, là tồn tại sau này có khả năng thay thế hắn nhất, làm sao có thể không thắng được một người quê mùa không biết từ đâu tới. Vậy ngược lại là, Quý công tử cũng bắt đầu vẽ tranh, người quê mùa kia thế nào ngay cả bút cũng chưa cầm. Chẳng lẽ ngoài miệng nói năng kiêu ngạo, trên thực tế không biết vẽ tranh? Thật đúng là, lại còn không nhúc nhích. Nhìn thấy được Quý Mặc công tử vẩy mực múa bút, mọi người hưng phấn bàn luận ầm ĩ. Lúc này bọn họ mới phát hiện, người thanh niên muốn so tài với hắn, đang đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt hình như có chút nhăn nhó. Vị tiểu huynh đệ sao vậy? Có phải có lời gì khó nói hay không? Thấy bộ dạng này của hắn, Ngô phó hội trưởng nhìn lại. Là như vậy. Trương Huyền gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Ta suy nghĩ một chút, vẽ bức tranh như vậy, thắng hắn, cũng có phần ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng không anh hùng. Nếu mới vừa nói một con man thú cũng vẽ được tốt hơn so với hắn, xin hỏi. Nơi này có man thú không? Có thể mượn một con cho ta dùng một chút hay không? Yên tâm, ta bảo nó vẽ xong, lại trả lại cho các ngươi. Cái gì? Hắn cần một con man thú cùng, Quý Mặc công tử so tài. Trời ạ, ta không có nghe nhầm chứ. Mọi người mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, đều nhìn về phía người trước mắt này giống như nhìn người điên.
Man thú cho dù có trí khôn nhất định, nhưng so sánh với người mà nói, cái gì cũng đều không hiểu, càng chưa nói tới vẽ tranh. Sử dụng man thú vẽ tranh so tài với một vị thi họa sư chính thức. Sao có thể như vậy được? Diễn trò vui đùa gì vậy? Không phải chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng hoài nghi người này có phải điên rồi hay không? Thậm chí cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy người này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Mọi người giật mình, Quý Mặc công tử đang vẽ tranh, thân thể nhất thời co rút. Trên đầu hắn, một vạn đầu thần thú bay qua, thiếu chút nữa bóp nát bút lông ném tới trên mặt đối phương. Tìm một man thú so tài với hắn. Em gái ngươi, ý của ngươi là nói ta không xứng so tài với ngươi phải không? Ban đầu vốn chỉ định làm cho đối phương động bút, kết quả vừa ra, liền có thể khiến cho hắn mất mặt xấu hổ. Ai biết, tranh này mới bắt đầu, đã bị khinh bỉ tới thương tích đầy mình. Nếu như người này thật sự tìm con man thú qua, mình thua, chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Thắng, cũng chỉ là lợi hại hơn so với cầm thú. Trời ạ! Quý Mặc công tử chỉ cảm thấy trong miệng đầy máu, toàn thân đều Sparta. Khụ khụ, man thú mặc dù có trí tuệ, cũng không biết vẽ tranh. Ngươi, xác định, yêu cầu cái này. Ngô phó hội trưởng cũng sững sờ ở tại chỗ, không nhịn được nhìn qua. Đã thấy so tài đưa ra rất nhiều yêu cầu, thời gian quá ngắn, giấy quá kém, mực nước không tốt, nhưng vẫn chưa từng nghe nói qua, muốn một con man thú qua. Ngươi xác định không phải nói đùa. Là cái này. Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể dễ dàng vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, nếu thật sự sát hạch thi họa sư, cho dù không phải là tam tinh, cũng chí ít là nhị tinh đỉnh phong. Loại năng lực vẽ tranh này, so tài với một hài tử vừa thi đậu nhất tinh, thật sự có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Thắng trên mặt cũng không có ánh sáng. Thấy nói một lần, lại xác nhận một lần, đối phương vẫn không có động tĩnh, Trương Huyền nhìn qua. Lẽ nào, ở đây không có man thú? Hãy tìm man thú có chút khó khăn. Nơi này là nghiệp đoàn thi họa sư, không phải nghiệp đoàn thuần thú, chẳng lẽ man thú không dễ tìm? Khó khăn. Mọi người thoáng lảo đảo một cái. Đây không phải là trọng điểm có được hay không? Trọng điểm là, man thú làm sao có thể vẽ tranh? Cuồng vọng. Ngô phó hội trưởng đang không biết làm sao, Trình phó hội trưởng ở bên cạnh sắc mặt trầm xuống, bàn tay vung lên. Hắn chìm đắm ở trong thi họa không biết bao nhiêu năm. Biết độ khó của một đạo thi họa. Tìm một con man thú vẽ tranh, đã muốn thắng thi họa sư chính thức. Quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Ban đầu, hắn còn cảm thấy là một hồi long tranh hổ đấu. Không nghĩ tới người trước mắt này là một người ngông cuồng. Nếu không, ta đi tìm đi, ta biết gần đây có một con man thú vô chủ. Thấy mọi người vẫn ngây ra như phỗng, gã sai vặt mặc y phục màu xanh do dự một chút nói. Đi đi. Chương 436, man thú vẽ tranh 2. Trương Huyền xua tay. Vâng. Gã sai vặt mặc y phục màu xanh vội vàng xoay người. Thời gian không lâu hắn lại ôm một con man thú chạy tới. So với nói là man thú, còn không bằng nói là dã thú. Hoàn toàn không có chút lực chiến đấu nào, cùng loại với con chó nhỏ mèo nhỏ nuôi trong nhà. Nó không biết bị ôm tới đây làm gì, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu. Tiếp nhận man thú, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, tuy rằng cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng so tài cũng bắt đầu, cũng có không thời gian chọn lựa. Thử xem năng lực độc sư. Ôm man thú vào trong ngực, trong lòng Trương Huyền thoáng động. Sở dĩ hắn dám cùng đối phương đánh cược như vậy, nói sử dụng man thú vẽ tranh, tất nhiên không phải cuồng vọng, mà là có chỗ dựa. Man thú cho dù thuần phục, cũng không có khả năng làm việc nghiêm khắc dựa theo suy nghĩ của con người. Muốn vẽ ra bức tranh vượt qua nhị cảnh, tất nhiên không có khả năng ký thác vào loại chuyện không thể khống chế này. Phải tuyệt đối khống chế. Đổi lại thành trước đây, hắn khẳng định không có cách nào. Cho dù là thuần thú sư nhị tinh cũng không được, nhưng trải qua độc điện, hắn đã không giống trước. Thông qua 10 ngày học tập ở độc điện, hắn không chỉ luyện thành độc thể, đối với khả năng khống chế độc, hắn còn đạt tới trình độ độc sư nhị tinh. Quan trọng nhất chính là... Hắn đối với chân khí thiên đạo càng hiểu rõ nhiều hơn. Có thể vừa nghĩ liền biến thành thuốc bổ, vừa nghĩ liền biến thành độc dược. Nếu muốn khống chế chặt chẽ một con man thú, hành động theo ý niệm của hắn, chân khí thiên đạo chính là thứ tốt nhất. Hắn đưa tay, một đạo chân khí dọc theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể man thú trong lòng hắn. Tinh thần hắn thoáng động, lập tức phân tán ẩn nấp ở huyệt đạo toàn thân của nó. Bắt đầu đi.
chuẩn bị sẵn sàng, đặt con man thú ở trong bệ mực lăn một vòng, tiện tay nhét vào trên giấy tuyên chỉ rộng. Thật sự để cho man thú vẽ tranh sao? Ta thật ra muốn xem thử, đến cùng có thể làm ra cái gì? Con man thú này ta cũng đã gặp, một chút trí tuệ cũng không có, làm gì biết vẽ tranh. Thấy Trương Huyền không phải nói đùa, thật sự để cho một man thú thân dính mực, leo đến trên trang giấy, tất cả đều ổ lên. Man thú vẽ tranh. Muốn thắng một vị thi họa sư chân chính. Đại ca, ngươi là chưa tỉnh ngủ hay đang nói đùa? Hồ đồ. Sắc mặt Trình phó hội trưởng tái xanh. Thi họa là một trong rất nhiều chức nghiệp, tôn quý khác thường. Tự nhiên để cho một con man thú trên người dính mực vẽ một chút, quả thực chính là cố tình gây sự. Một lát nữa chờ tỉ thí xong, lại đuổi người này ra ngoài. Thi họa căn bản không cho phép hắn sỉ nhục như vậy. Trong lòng hắn không vui, đang nổi giận đùng đùng, lại nghe được giọng nói của lão hữu Ngô phó hội trưởng vang lên bên tai. Không đúng, Trình Phong, ngươi mau nhìn. Thế nào? Hắn quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt lão hữu đang trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Nhăn mày lại, Trình Phong phó hội trưởng nhìn sang theo. Vừa nhìn, hắn cũng sững sờ. Điều này, sao có thể như vậy được? Chỉ thấy con man thú trên tờ giấy có chút do dự, thong thả đi dọc theo một phương hướng. Trên giấy nhất thời lưu lại từng ấn ký hoa mai. Nhưng ấn ký này mới nhìn không thấy quy luật, lại dọc theo một đường thẳng tắp, dường như có một sợi dây vô hình chống đỡ. Man thú không có trí tuệ gì, bị người dính vào mực nước, không phải nên lập tức chạy trốn sao? Tại sao có thể đi từng bước một tiến về phía trước như vậy? Vết chân hoàn toàn không có chút lặp lại nào. Là một loại thuật thuần thú. Tiếng Ngô phó hội trưởng truyền âm vang lên ở bên tai. Không sai. Nghe được lão hữu nói, Trình Phong bừng tỉnh hiểu ra. Con man thú này không trốn đi, không chạy loạn, trái lại hội tụ vết chân lại thành một đường thẳng, rõ ràng đang nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Trong nháy mắt khiến cho một con man thú nghe lời. Đây tuyệt đối là phương pháp thuần thú rất cao minh. Chẳng lẽ, người tuổi không lớn này là một vị thuần thú sư? Chỉ có điều, cho dù thuần phục man thú nghe lời thì có ích lợi gì? Những vết chân đi lại chỉnh tề, cũng không phải là một bức tranh. Càng chưa nói đạt được cảnh giới lục thực, linh động. Tuy rằng chấn động kinh ngạc, Trình Phong vẫn lắc đầu. Đừng thấy lục thực chỉ là nhất cảnh của thi họa đệ. Không ít học đồ, thậm chí không ít người học tập thi họa. Không tốn thời gian mấy năm, hơn 10 năm cũng không đạt được. Cho dù thuần thú sư có thủ đoạn có thể khống chế man thú hành động lại như thế nào. Man thú chính là man thú, đối với bức tranh vẽ ra không có tình cảm và ý thức. Mặc dù khống chế giống như con rối gỗ, cũng không có khả năng làm ra tác phẩm có linh khí. Đúng vậy. Ngô phó hội trưởng suy nghĩ sâu xa gật đầu. Hắn cũng đang kỳ quái. Người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Lạch cạch. Hắn đang nghi ngờ, man thú đang đi dọc theo giấy tuyên thành, đột nhiên ngã xuống đất, trên người dính mực nước, lập tức đen thành một mảnh. Xem ra chúng ta quá lo lắng. Ban đầu, bàn chân của con man thú này đi ra hình hoa mai, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, giống như là một bức họa. Chỉ có điều, lần này nó ngã sấp xuống, lập tức đạp hỏng cả bức tranh. Nói cách khác, bức tranh này đã báo hỏng. Man thú làm sao có thể làm ra thi họa? Trình Phong hừ một tiếng. Đúng vậy. Ngô phó hội trưởng cũng cảm thán. Lắc đầu, hai người không quan tâm tới người đang lấy lòng mọi người, đồng thời nhìn về phía Quý Mặc công tử. Không hổ danh là thiên tài, tuy rằng vừa phẫn nộ, tức giận, lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới vẽ tranh. Bút mực giống như gió, bộ dạng đường nét tranh vẽ đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là một gốc cây mẫu đơn, ngạo nghễ ở trong trăm bụi hoa, mang theo khí chất khiến tất cả đóa hoa đều buồn bã, giống như vương giả. Vua của trăm hoa vua là cây mẫu đơn, bức tranh này của hắn vẽ ra cây mẫu đơn cao thượng, ngạo khí, khiến cho hoa thơm cỏ lạ đều cúi đầu. Ý nhị đều vẽ ra được, một khi hoàn thành, sợ rằng phải trực tiếp trùng kích tam cảnh, ý tồn. Ánh mắt Trình Phong nhất thời sáng lên. Đúng vậy, Quý Mặc thật sự là một hạt giống tốt. Sau này cố gắng bồi dưỡng, nghiệp đoàn chúng ta không chừng sẽ gặp được một nhân vật truyền kỳ thật sự. Ngô phó hội trưởng cũng gật đầu. Bọn họ là thi họa sư nhị tinh, đối với thi họa có nghiên cứu sâu sắc. Tuy rằng tác phẩm của Quý Mặc công tử vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng vẽ phác họa ra đại khái, từ đó có thể thấy được một vài vấn đề. Bức tranh này nếu so sánh với Thanh Phong Sơn Thủy đồ trước đó, rõ ràng tốt hơn nhiều, ý nhị 10 phần.
Chỉ cần phía sau không xảy ra biến cố đặc biệt lớn, đạt được ý tồn cảnh, đã là chuyện ván đóng thuyền. Mặc dù chỉ là ý tồn đơn giản nhất, có thể ở thời điểm vừa đạt được thi họa sư nhất tinh lại dễ dàng làm ra, thiên phú của vị Quý Mặc công tử này, quả thực không phải là giả. Mau nhìn, Quý Mặc công tử lập tức hoàn thành. Cây mẫu đơn thật đẹp, bản vẽ này ta thích. Quá đẹp. Hai người xúc động, Quý Mặc công tử dĩ nhiên bắt đầu kết thúc công việc. Bút lông lướt qua lướt lại ở trên trang giấy vẽ, bộ dạng cây mẫu đơn đồ kiều diễm ướt át xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bù. Ngón tay rung lên, vẽ phác họa ra một nét cuối cùng. Theo bức tranh làm hoàn thành, mọi người dường như tiến vào một vườn hoa muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi hoa tỏa vào mũi. Một đóa mẫu đơn, ngạo nghễ đứng, khiến người ta có một loại cảm giác tươi đẹp át hết hoa thơm cỏ lạ. Là bức tranh tam cảnh. Đạt tới cảnh giới ý tồn, lợi hại. Ta đã nói Quý Mặc công tử làm sao có thể thất bại. Có thể qua mua bức tranh, có thể theo đuổi người như vậy, tất nhiên đối với bức tranh phải có hiểu biết. Vừa rồi không nhìn ra, lúc này Quý Mặc công tử hoàn thành, nhất thời liền nhận ra được. Tác phẩm cảnh giới ý tồn, cho dù là thi họa sư nhất tinh, cũng không phải mỗi lần đều có thể làm ra được. Đặc biệt là nhiều người quan sát như vậy, còn dưới tình huống cùng người so tài. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Ném bút lông một cái, Quý Mặc công tử nhìn tác phẩm mình vẽ ra, cũng không dừng gật đầu. Câu dẫn nữ hài, bức tranh hoa tất nhiên là thích hợp nhất. Mẫu đơn là vương giả trong các loại hoa. Hắn đã bỏ công sức rất lớn để luyện tập. Vẽ các bức tranh khác, hắn không dám cam đoan có thể tiến vào tam cảnh. Nhưng bức tranh này, hắn luyện tập không dưới nghìn lần, vạn lần. Chỉ cần vừa ra tay, 8-9 phần 10. Rất hiển nhiên, lần này cũng may mắn không làm nhục sứ mệnh, đạt tới hiệu quả như dự định. Có thể khiến cho thi họa đạt được tam cảnh ý tồn. Cho dù một ít thi họa sư nhất tinh chìm đắm hơn 10 năm, cũng rất khó làm được. Hắn một thi họa sư vừa thăng cấp nhất tinh, dễ dàng làm được, chẳng khác nào đã đứng ở cục diện bất bại. Lớn lối như vậy, xem ngươi có thể vẽ ra cái gì. Trong lòng hừ lạnh, buông tác phẩm của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Chỉ thấy con man thú kia cuối cùng từ trên trang giấy nhảy xuống. Bởi vì vừa dính mực quá nhiều, trên giấy bất kể vết chân man thú dẫm lên hiện ra hoa mai hay vừa dấu vết ngã sấp xuống lưu lại, đều dính đầy mực nước. Hiện tại cũng chưa khô, thoạt nhìn ngập nước. Nhất là dấu vết ngã sấp xuống lưu lại, bởi vì bộ lông man thú tương đối cứng rắn, lung tung, cái gì cũng không phải. Đây là bức tranh ngươi nói man thú vẽ. Ha ha, cười chết ta. Quý Mặc công tử thiếu chút nữa cười tới rơi cằm. Vốn tưởng rằng đối phương lớn lối như vậy, thật sự có thể khiến cho man thú làm ra bức tranh gì lợi hại. Không nghĩ tới lại là thứ này. Cái này cũng gọi là bức tranh. Tùy tiện vẩy chút mực nước ở phía trên, cũng mạnh hơn so với như vậy nhiều. Vẽ thứ gì vậy, còn đòi so tài với quý công tử, thực sự buồn cười. Cái này cũng gọi là bức tranh sao? Vậy ta chẳng phải cũng là thi họa sư đi. Đồ vô tri, một lát nữa xem ngươi xuống đài thế nào. Nghe được tiếng cười của hắn, những người khác cũng đưa mắt nhìn qua. Mỗi một người đều đầy vẻ xem thường. Tùy tiện vẩy chút mực nước, đã gọi là thi họa. Đùa cái gì vậy? Ngươi, vẽ xong. Ngô phó hội trưởng khoát tay chặn lại, cắt ngang tiếng bàn luận của mọi người, nhìn về phía Trương Huyền. Ừ, không khác biệt lắm. Nghe được lời của đối phương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người chú ý, sẽ phát hiện, thân thể hắn có chút run rẩy, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Trải qua học tập ở độc điện, hắn có thể một ý niệm khiến chân khí thiên đạo hình thành độc dược, vừa niệm liền hình thành thuốc bổ. Vừa rồi một đạo chân khí ở lại trong cơ thể man thú, lặng lẽ khống chế, lúc này mới khiến cho man thú dựa theo suy nghĩ của hắn hành động trên giấy. Tuy chỉ là gần 10 phút ngắn ngủi, lại gần như khiến cho hắn tiêu hao hết tinh thần, toàn thân suy yếu một hồi. Xem ra vẫn là tu vi quá yếu. Hắn cảm thán một tiếng, hít sâu một hơi, âm thầm khôi phục thể lực. Phương pháp đưa chân khí ở lại trong cơ thể man thú, dựa vào khống chế biến thành độc dược hoặc thuốc bổ, kích thích đối với huyệt đạo, do đó khiến cho man thú làm ra động tác hắn muốn. Nghe thì đơn giản, trên thực tế đối với tâm cảnh có yêu cầu rất cao. Nếu không phải mức độ tâm cảnh đạt tới ngoài năm, không, khẳng định làm không được. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, đẳng cấp của con man thú này rất thấp, dễ dàng điều khiển. Nếu như đổi lại thành cấp bậc cao, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng đừng có mơ tưởng.
không khác biệt lắm. Ngô phó hội trưởng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Còn tưởng rằng người này có thể làm ra thứ gì lợi hại. Không nghĩ tới lại là thứ này. Được, nếu Quý Mặc công tử đã hoàn thành, bên này hắn cũng không khác biệt lắm, ta thấy chúng ta vẫn trực tiếp tuyên bố kết quả. Trình Phong phó hội trưởng nói. Được, Ngô phó hội trưởng gật đầu, chỉ vào tác phẩm do Quý Mặc công tử lưu lại. Bức hoa mẫu đơn của Quý thi họa sư, linh khí điên cuồng phun ra, ý cảnh cao xa, dĩ nhiên đạt được trình độ thi họa tam cảnh, ý tồn. Nói xong, hắn nhìn về phía tác phẩm trước mặt Trương Huyền. Bức tranh này, ta nhìn không hiểu, có thể nói. Cái gì cũng không phải. Có chút do dự, Ngô phó hội trưởng nói tiếp. Cho nên, ta phán xét kết quả, là, Quý thi họa sư thắng lợi. Quan điểm của ta cũng giống như Ngô phó hội trưởng. Trình Phong phó hội trưởng gật đầu. Ta thắng. Nghe được trọng tài tuyên bố kết quả, Quý Mặc công tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trương Huyền. Nếu đã có kết quả, ngươi là tự mình quỳ xuống lăn ra ngoài, hãy để cho ta đánh ngươi quỳ xuống, sau đó ném ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư. Vừa rồi, trước khi so tài hai người đã có đánh cược, bên thua quỳ xuống xin lỗi, lăn ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư, vĩnh viễn không trở lại. Hiện tại Trương Huyền thua, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội? Chuyện này, nhìn thấy được Quý Mặc công tử lộ ra mặt mũi dữ tợn, được lý không buông tha người. Hai vị phó hội trưởng liếc mắt nhìn nhau, muốn khuyên can, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiểu tử này từ bên ngoài đến, không tôn trọng thi họa, không ngờ sử dụng man thú vẽ tranh, cũng thực sự nên dạy dỗ một trận. Nếu không, nghiệp đoàn thi họa sư còn không phải là chỗ người nào cũng có thể sỉ nhục sao? Ách, cái này là đưa ra giám định sao? Điều tức một hồi, Trương Huyền này mới khôi phục một ít thể lực. Nghe được Quý Mặc công tử đắc ý, hắn ngẩng đầu lên. Thế nào? Hai vị phó hội trưởng cân nhắc đưa ra quyết định, người không muốn thừa nhận. Quý Mặc công tử hừ lạnh. Hai vị phó hội trưởng đều là thi họa sư nhị tinh, nhãn giới tất nhiên không giả. Chỉ có điều, ta vừa rồi chỉ nói bức tranh của ta không khác biệt lắm, vẫn chưa nói là đã hoàn thành. Trương Huyền lắc đầu. Còn chưa hoàn thành, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, không thừa nhận thua, còn muốn cầm bút lên, tiếp tục vẽ tranh? Quý Mặc công tử sửng sốt. Nếu nói là man thú vẽ tranh, ta đương nhiên sẽ không vẽ. Chỉ là bức tranh này, còn thiếu một bước cuối cùng. Trương Huyền mỉm cười. Một bước cuối cùng. Tất cả mọi người sửng sốt. Ngươi để cho man thú vẽ cái này, thứ gì cũng không phải. Cho dù có một bước cuối cùng lại có tác dụng gì. Ở dưới tình huống không sử dụng bút, chẳng lẽ còn có thể thay đổi kết quả? Ta thấy hắn chính là không muốn chịu thua. Thua không thừa nhận, còn thích thể hiện. Làm sao có thể có người như vậy? Vô sỉ. Mọi người bàn luận ầm ĩ. Khi nhìn về phía Trương Huyền, mỗi một người lộ ra sự xem thường nồng đậm. Vừa rồi, người không phải rất kiêu ngạo sao? Lúc này tại sao lại giả vờ giả vịt? Ngay cả hai vị Trình, Ngô phó hội trưởng cũng không hiểu ra sao. Đây là trên giấy làm ra một đống mực nước, không dùng tới bút lông, lại có biện pháp nào có khả năng biến thành một bức tranh? Một bước cuối cùng, tốt lắm. Ngươi lại hoàn thành đi. Ta thật ra muốn xem thử, bước này hoàn thành, ngươi còn có cái gì để nói? Quý Mặc công tử cười lạnh. Tốt lắm, ta lại không khách khí. Không để ý tới tiếng bàn luận của mọi người, Trương Huyền đi tới trước bức tranh, cầm một góc giấy tuyên thành lên, nhẹ nhàng rung lên. Xôn xao. Ban đầu, phía trên lại có không ít giọt mực, bị hắn rung lên, lập tức chảy xuôi xuống tới, dính đầy cả bức tranh. Được. Một bước cuối cùng của ta đã hoàn thành. Tiện tay để trang giấy tuyên thành lên bàn, Trương Huyền mỉm cười. Vậy là xong rồi. Mọi người sửng sốt, vốn cho rằng cái hắn gọi là một bước cuối cùng là cái gì. Không nghĩ tới chính là rũ trang giấy một cái. Tất cả đều không hiểu ra sao. Không đúng, các ngươi nhìn kia. Đang kỳ quái không hiểu người này giở trò quỷ gì, đột nhiên, trong đám người không biết có ai kêu lên. Nghe được âm thanh này. Trình Phong phó hội trưởng và Ngô phó hội trưởng đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía giấy tuyên thành, đồng thời toàn thân chấn động, sắc mặt thoáng chút trở nên trắng bệch, mắt trợn tròn. Một lát sau, âm thanh khó có thể tin nổi từ trong miệng vang lên. Cái này, làm sao có thể? Chương 437, không phân thắng bại. 1. Chỉ thấy trên giấy tuyên thành vốn cũng không nhìn ra được cái gì. Sau khi Trương Huyền rũ một cái, mực nước tích lại cùng một chỗ chảy xuôi ra.
rất nhiều vết chân man thú lưu lại nối liền với nhau, tự nhiên hình thành một gốc cây hoa mai ngông nghênh trên đá lởm chởm. Chỗ mực nước chảy xuôi, thân cây tối tăm khô quắt, hoa mai phía trên lác đác nở ra. Cho dù chỉ là nụ hoa, từ phía xa thoạt nhìn có chút tiêu điều, nhưng chẳng biết tại sao, lại khiến người ta một loại cảm giác trời đông giá rét kéo tới, lạnh lẽo tới tận xương. Phía dưới, nơi man thú ngã xuống, biến thành hai khối nham thạch dữ tợn. Dấu vết bộ lông lưu lại trước đó, biến thành nếp uốn sâu cạn không đồng nhất ở mặt ngoài của nham thạch. Hàn Mai từ trong khe đá mọc ra, ngạo nghễ đứng sừng sững ở trong băng lạnh. Quý Mặc công tử sử dụng tranh đẹp hoa thơm cỏ lạ, tôn lên vẻ cao quý của cây mẫu đơn. Gốc cây Hàn Mai này không có một đóa hoa nào nhuộm đẫm, lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác ngông nghênh, không người nào dám tranh, khiếp sợ cùng sánh vai. Mục đích thể hiện sự lạc quan trong đau khổ, mặc cho hoa thơm cỏ lạ ghen ghét. Nhìn thấy được bức tranh này, thật giống như nhìn thấy được người vẽ tranh, cô đơn hiu quạnh đi ở sát biên giới của thế giới, cho dù người khác không để ý tới ta thì thế nào. Không rõ lại như thế nào, ta chỉ cần giữ vững sự ngông nghênh, vẫn không thẹn với thiên địa. Ta, tại sao khóc? Ta cũng vậy, ta cảm giác hình như thấy được một người, không được hiểu, lại vẫn cất bước đi về phía trước, hoàn toàn không có chút lùi bước. Đây là, thi họa tam cảnh, ý tồn. Đúng vậy, bằng không, không có khả năng khiến cho chúng ta chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại cộng hưởng thật sâu. Xung quanh yên lặng một lát, không ít người lại bị khí tức tiêu điều trong bức tranh làm cho cảm động, vành mắt ửng đỏ. Thi họa ý cảnh cao, có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của người xem. Rất rõ ràng, bức tranh trước mắt này chính là vậy. Một con man thú vẽ ra, bức tranh tam cảnh ý tồn. Mọi người bị ý nhị của Hàn Mai lây nhiễm, Trình Phong phó hội trưởng chỉ cảm thấy môi run rẩy, thân thể run rẩy. Người khác có thể nhìn ra, hắn tất nhiên cũng nhận ra được. Đối phương rung lên, tranh vẽ vừa rồi cái gì cũng không phải, trong nháy mắt tăng lên vô số đẳng cấp, không chỉ linh khí ép người, ý cảnh còn trong nháy mắt mở ra. Loại tác phẩm cấp bậc như vậy, cho dù là bọn họ, cũng cần rất lâu mới có khả năng vẽ ra. Một con man thú đi mấy bước, lộn mèo. Sau đó rung động một cái lại vẽ ra được. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất chính là một cái rung cuối cùng. Ngô phó hội trưởng trầm mặc một lát. Trên tuyên chỉ tích lại bao nhiêu mực nước, làm sao rung lên, sử dụng bao nhiêu lực lượng, mới có thể làm cho những mực nước này chảy xuôi, hình thành thân cây, hoàn toàn hình thành bức tranh. Rất nhiều chi tiết, phải dung hợp hoàn mỹ ở trong đầu. Thiếu một chút cũng không được. Đúng vậy, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa học vấn cực lớn. Trang giấy, mực nước khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Có thể dưới một cái rung lên khiến cho bức tranh đạt được loại cảnh giới này, phần năng lực quan sát này, khống chế đối với thi họa, cho dù là ta, cũng làm không được. Tuy rằng không muốn thừa nhận, Trình Phong phó hội trưởng vẫn không nhịn được gật đầu. Vừa rồi, thoạt nhìn là man thú vẽ tranh. Vị thanh niên này cái gì cũng chưa từng làm. Trên thực tế quan trọng nhất lại là một lần rung lên cuối cùng, giống như vẽ rồng điểm mắt, chỉ cần thiếu chút nữa, sẽ sai ngàn dặm, khiến cho bức tranh bộ dạng tam cảnh ý tồn, trở nên cái gì cũng không phải. Rung thi họa, mực nước bay loạn, lại có thể tìm tới lực lượng thích hợp nhất, phương pháp tốt nhất. Nói rõ từ khi vừa mới bắt đầu, vị thanh niên này có khống chế tuyệt đối với thi họa, biết cuối cùng bức tranh sẽ thành thế nào, đạt được trình độ gì. Điều này cần có hiểu biết sâu sắc đối với thi họa, trong đầu có cảm giác đại cục hoàn chỉnh. Đừng nói bọn họ, cho dù hội trưởng đạt được thi họa sư tam tinh, sợ rằng cũng làm không được. Điều này, không có khả năng. Dương Dương đắc ý, đang muốn khiến cho Trương Huyền mất mặt xấu hổ, Quý Mặc công tử nhìn thấy được sau khi rung một cái, một gốc cây lạnh mai xuất hiện. Hắn khiếp sợ đến mức lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân cũng sắp phát điên rồi. Tùy tiện bắt tới một con man thú đặt ở trong bệ mực dính mực nước, ném tới trên giấy tuyên chỉ lại biến thành một bức thi họa tam cảnh. Từ khi nào thi họa tam cảnh không đáng giá như vậy? Hắn cực cực khổ khổ, vẽ sắp muốn nôn ra máu, cũng không quá cấp bậc này. Người ta nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ thiên phú của mình thật sự không bằng một con man thú? Gã sai vặt mặc y phục màu xanh trước đó dẫn Trương Huyền qua, cũng đang không ngừng kéo lỗ tai. Nếu không phải xung quanh đều là người, hắn khẳng định cũng có chút điên cuồng. Làm nhân viên phục vụ cho nghiệp đoàn thi họa sư, dựa vào tiền lương và trích phần trăm,
một tháng mới có mấy ngàn kim tệ mà thôi. Thời gian tốt nhất cũng không quá một vạn, tùy tiện bắt một con man thú ném tới trên giấy liền làm ra tác phẩm giá trị mấy trăm vạn. Trời à! Vất vả như vậy làm gì? Sớm bắt nó tới vẽ tranh, mình chẳng phải đã sớm thành phú ông trăm vạn sao? Rất nhiều thi họa học đồ trước đó dọn bàn ra, càng nước mắt lưng tròng. Trong thời gian bọn họ học tập thi họa dài như vậy, cũng đến hơn 10 năm, tối đa chỉ có thể vẽ ra tác phẩm cảnh giới lục thực. Cái gọi là linh động, ý tồn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tận mắt nhìn thấy được một con man thú làm ra bức tranh còn cao hơn cấp bậc của bọn họ, nhất thời bọn họ cảm thấy học tập và khổ cực mấy năm nay, quả nhiên là mẹ nó không có tác dụng. Không lập tức suy sụp đã là rất tốt rồi. Hai vị phó hội trưởng, không biết tác phẩm này, tính là thắng, hay thua. Thấy thi họa thành hình không ngoài dự đoán, Trương Huyền khẽ cười, nhìn lại. Bức tranh này giống như trong tưởng tượng của hai vị phó hội trưởng, quan trọng nhất chính là hắn dung. Cho dù hắn khống chế man thú lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể làm ra tác phẩm tam cảnh. Cái dung lên cuối cùng, khiến cho mực nước chảy xuôi trở thành tranh vẽ hoàn chỉnh, sử dụng năng lực đồ thư quán, phương pháp tránh chỗ có sai lầm. Không khuyết điểm, dĩ nhiên chính là chính xác. Khi nào dung lên, độ mạnh yếu bao nhiêu, phương hướng như thế nào, cầm lấy giấy tuyên thành như thế nào. Đều cần chú ý, sai một điểm, đều không được. May là, thành công. Cái này, hai vị phó hội trưởng liếc mắt nhìn nhau. Bức hàn mai đồ của ngươi, và mẫu đơn đồ của quý thi họa đồng thời đạt tới thi họa tam cảnh, tuy rằng phong cách bức tranh khác nhau, lại tuy hai mà một. Cho nên, ta tuyên bố, tỉ thí lần này. Do dự một lát, Trình Phong phó hội trưởng tuyên bố. Không phân thắng bại. Không phân thắng bại. Trương Huyền lắc đầu, cũng không để ý lắm. Thật ra nếu cẩn thận nói tiếp, trình độ bức tranh này của hắn cao hơn so với bức tranh cây mẫu đơn của Quý Mặc công tử. Chỉ có điều, bởi vì hai người dính dáng tới tiền đặt cược. Người sau lại là tinh anh sau này của nghiệp đoàn thi họa sư. Nếu thật sự tuyên bố hắn thua, chẳng lẽ thật sự có thể quỳ xuống xin lỗi, rời khỏi nghiệp đoàn. Nếu thật sự làm như vậy, tất nhiên tổn thất một vị thiên tài. Tuyên bố không phân thắng bại, hai bên không đắc tội, cũng coi như là kết quả hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, vị Quý Mặc công tử này, có khả năng cũng sẽ không lại uy phong giống như trước đây. Tuy rằng không phân thắng bại, cũng ngang hàng với man thú, cũng chính là giống như cầm thú. Khẳng định đi đến chỗ nào cũng bị người bàn luận. Đối với điểm ấy, Trương Huyền cũng không quá để ý. Có cục diện như vậy, cũng là do hắn tự chuốc họa vào thân. Không phân thắng bại, lại là không phân thắng bại. Như vậy hay nhất. Đúng vậy, mọi người không bị tổn thương hòa khí. Nghe được phán quyết, mọi người cũng hiểu được, bàn luận ầm ĩ. Rất tốt, hai vị đều là thiên tài thi họa. Sau này chắc hẳn phải cố gắng ở chung. Tuyên bố xong, Trình Phong phó hội trưởng mỉm cười, đang muốn làm người hòa giải cho hai người, lại thấy Quý Mặc công tử hít thở vững vàng, bước lên trước. Hai vị phó hội trưởng, mời chậm lại đã. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Vừa rồi vẽ tranh, mọi người đều thấy được, điểm mấu chốt hình thành bức tranh chính là lần cuối cùng hắn rung lên. Nếu như không phải vì cái này, ngay cả lục thực cảnh cũng không đạt được, huống gì là ý tồn. Quý Mặc công tử nhìn về phía Trương Huyền, lạnh lùng cười. Nói cách khác, bức tranh này của hắn, là một người một thú hợp tác mới vẽ ra được. Bọn họ cộng lại, trình độ mới ngang với bức tranh của ta, sao xứng cùng ta không phân thắng bại. Chương 438, không phân thắng bại. 2. Mọi người sửng sốt. Người người đều biết man thú vẽ tranh chỉ biết cản trở, như vậy cũng có thể làm ra thi họa cảnh giới ý tồn, đủ để nói rõ trình độ của đối phương. Biết rõ những điều này, còn nói ra lời như vậy, có thể nói không biết xấu hổ đến cực hạn. Chỉ có điều, lại cẩn thận nói tiếp, đối phương thật sự có hợp tác. Trong thi họa có quy định rất rõ ràng, một người vẽ tranh, điều này lại không thể có bất kỳ kẻ nào nhúng chàm. Thậm chí ngay cả chỉ điểm cũng không được. Man thú làm ra hoa mai, Trương Huyền dung lên hình thành nhánh cây. Lúc này mới hình thành tác phẩm này, hai bên thiếu một thứ cũng không được. Hợp tác mới sáng tạo ra tác phẩm, cùng một người so tài, quả thực. Có phần mất công bằng chính trực. À, vậy ý của ngươi là. Thấy hắn không biết xấu hổ như vậy, Trương Huyền cũng không tức giận, trái lại nhìn qua. Rất đơn giản, tỉ thí lần này ta thắng lợi, ngươi dựa vào hợp tác mới có thể tương đương với tài nghệ của ta, chỉ có thể tính thua. Quý Mặc công tử hừ lạnh. Quý thi họa sư,
không phân thắng bại cũng vẫn có thể xem là một kết quả rất tốt. Không nghĩ tới hắn không phong độ như thế, Ngô phó hội trưởng có chút không vui. Man thú biết vẽ bức tranh gì. Rất rõ ràng có vị này giúp đỡ, mới có tác phẩm trình độ như vậy. Dưới tình huống này, tuy nói là một người một thú hợp tác, trên thực tế người thanh niên này vẽ tranh trình độ cực cao, mới có thể làm được. Loại tình huống này, tính là không phân thắng bại, đã cho ngươi nấc thang, lại còn không biết đủ. Vẻ mặt Trình Phong phó điện chủ cũng mất hứng, đang muốn mở miệng, lại thấy Trương Huyền khoát tay áo, cười khanh khách nhìn qua. Quý công tử nói như vậy, cũng có vài phần đạo lý. Nếu ngươi kết luận đây là ta cùng với man thú hợp tác, vậy hợp tác cũng được. Chỉ có điều tính như vậy không hơn không phân thắng bại. Ta muốn hỏi một chút, phải như thế nào ngươi mới thừa nhận thua? Muốn ta chịu thua? Quý Mặc công tử cười lạnh. Con người này luôn luôn công bằng, cũng không cùng ngươi chơi xấu. Nếu như bức tranh này là tác phẩm tứ cảnh kinh hồng cảnh, ta sẽ lập tức thừa nhận. Đáng tiếc, không phải, hợp tác mới tương đương với ta, làm sao có khả năng không phân thắng bại? Nói rất hay, có đạo lý. Ta dường như không có gì để nói nữa. Trương Huyền hoàn toàn không có chút tức giận nào, trái lại cười lắc đầu. Nếu không phản đối, vậy thừa nhận thua. Ánh mắt Quý Mặc công tử nhất thời sáng lên, đang muốn nói tiếp, lại thấy người thanh niên đối diện, khóe miệng cong lên, đầy vẻ thương hại nhìn qua. Ngươi dường như đã xác định, bức tranh này chỉ đạt tới tam cảnh. Ngươi nói vậy là có ý gì? Quý Mặc công tử liếc mắt một cái, nhìn giấy tuyên thành trên mặt bàn. Phía trên nét mực còn chưa có hoàn toàn khô. Mặc dù không tệ, cũng chỉ là tam cảnh mà thôi, không có khả năng vượt qua. Hắn lập tức lạnh lùng cười. Bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ đi, nếu chịu thua, cũng nhanh một chút. Nói nhiều hơn nữa, bức tranh này cũng không có khả năng biến thành tứ cảnh. Vậy thì không nhất định. Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Ngô phó hội trưởng, làm phiền ngươi một việc. Có việc mời nói. Ngô phó hội trưởng gật đầu. Không biết nghiệp đoàn có đuốc hay không, làm phiền mượn dùng một chút. Trương Huyền nói, nghiệp đoàn thi họa sư nơi thế này, chiếu sáng sử dụng chính là dạ minh châu, ánh sáng ôn nhuận, giống như ban ngày, sáng ngời lóa mắt. Loại độ sáng rất lớn này, lại không có nhiệt lượng. Hiện tại trời thu, trong phòng vốn có chút lạnh lẽo. Cũng vì tất cả mọi người là người tu luyện, mới không thèm quan tâm. Có. Ngô phó hội trưởng nghi ngờ liếc mắt thoáng nhìn, sau đó khoát tay. Một học đồ lui ra ngoài, thời gian không lâu, hắn giơ cây đuốc đi tới. Cầm lấy bức tranh tới sấy khô một chút. Không cầm cây đuốc, Trương Huyền phân phó. Vâng. Liếc mắt nhìn Ngô phó hội trưởng, thấy hắn đồng ý, học đồ đi tới trước bức tranh hàn mai. Cây đuốc cực nóng, vừa đưa đến phía trước, nhất thời những chỗ mực nước còn chưa khô, chậm rãi ngưng đọng. Ầm ầm. Nét mực được hơ cho khô, khiến người ta cảm giác lại có phần không giống. Trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Trước đó bốn phía xung quanh thoáng hiện ra nụ hoa màu đen, lúc này không ngờ thoáng cái trở nên trắng, giống như nở rộ, xung quanh nhẹ nhàng tỏa hương. Vù vù, mấy con bướm không biết từ chỗ nào bay tới, dường như bị mùi hoa thu hút, đậu ở phía trên, thật lâu không đi. Đây là, kinh hồng cảnh. Làm sao có thể? Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, sắp muốn phát điên rồi. Thời điểm mực nước tối tăm, chỉ là ý tồn cảnh. Hơ cho khô, tự nhiên biến thành kinh hồng cảnh. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Mà nếu quả không phải là kinh hồng cảnh, làm thế nào có thể đưa tới bướm đứng ngoài xem? Thậm chí mơ hồ tản ra mùi thơm của hoa mai. Bịch 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 bịch. Quý Mặc công tử lại liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Vừa nói xong chỉ cần đối phương là bức tranh tứ cảnh, hắn chịu thua. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sử dụng cây đuốc hơ cho khô chính là. Thật hay giả vậy? Bức tranh vừa rồi, hắn nhìn nhiều lần, tuyệt đối chỉ là ý tồn. Vì sao cây đuốc vừa hơ qua, cảnh giới lại tăng lên? Đây là giả, ngươi nhất định sử dụng thủ đoạn dối trá gì đó. Ra sức lắc đầu, bất kể thế nào đều không thể tin được, giọng điệu của Quý Mặc công tử dữ tợn, điên cuồng quát lớn. Dối trá? Trương Huyền lắc đầu, nhìn quanh một vòng. Mắt rơi vào trên người Trình Phong phó hội trưởng. Phó hội trưởng có nhìn ra được nguyên nhân hay không? Nhìn ra một chút, không biết có chính xác hay không? Sắc mặt Trình Phong phó hội trưởng nghiêm trọng. Man thú vừa vẽ tranh, gọi là thanh tật thú, thích làm ổ ở nơi đất ẩm ướt. Mực nước của chúng ta do hắc mặc thạch nghiền nát tạo thành.
hai thứ này thoạt nhìn không tồn tại quan hệ. Trên thực tế, trong đất ẩm ướt có chứa thành phần trung hòa hắc mặc thạch. Một khi gặp phải cây đuốc hơ nóng, sẽ khiến cho màu sắc trở nên nhẹ hơn. Thanh thật thú được ôm tới, không rửa, trên người tất nhiên dính một ít đất ẩm ướt, dung hợp cùng với hắc mặc thạch được nghiền ra chế tạo mực nước, lại trải qua hơ nóng, hiệu quả nhất thời thể hiện ra, cũng khiến cho đóa hoa trong bức tranh này, giống như nở rộ, do đó, ý cảnh tăng lên rất nhiều. Điều này cần có hiểu rõ sâu sắc đối với thuần thú, các loại thuộc tính vật chất, mới có thể làm được. Ngươi, nói đến đây, Trình Phong phó hội trưởng vẫn không thể tin được. Tình cảnh mới vừa rồi thoạt nhìn thần kỳ, cây đuốc hơ nóng, khiến cho bức tranh vốn chỉ có tam cảnh, trình độ đột nhiên tăng lên, trên thực tế lại tập hợp vô số tri thức, kết luận sớm sáng tạo ra tất nhiên xuất hiện. Trên thực tế cho dù không cần cây đuốc hơ nóng, theo thời gian trôi qua, sau 1-2 ngày, bức tranh này cũng sẽ tự động thăng cấp đến kinh hồng cảnh. Có thể làm được điểm ấy, đối với thuần thú, thuộc tính vật chất. Và rất nhiều chuyện, cần hiểu rõ như lòng bàn tay mới làm được. Một người thanh niên chưa đủ 20 tuổi lại làm được. Trời ạ! Là thế giới này điên rồi, hay là ta điên rồi? Chương 439, bức tranh ngũ cảnh, đối phó. 1. Còn có cách nói này sao? Trước khi vẽ tranh, ngay cả thành phần mực nước, đất ướt trên người man thú đều có thể biết, còn là người sao? Những người khác nghe được giải thích, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, giống như nghe thiên thư. Tùy tiện bắt một man thú qua vẽ tranh, trực tiếp làm ra thi họa sư nhị tinh, có khả năng làm ra tác phẩm kinh hồng cảnh. Đại ca, người có cần nghịch thiên như thế hay không? Trình phó hội trưởng quả nhiên năng lực quan sát siêu quần. Nghe đối phương nói ra nguyên nhân, Trương Huyền tán dương một tiếng. Tuy rằng đối phương nói so với sự thực có chút không khớp, nhưng cơ bản cũng gần như vậy. Trên người thanh tật thú quả thật có đất ướt, làm sao tất cả có thể trùng hợp biểu hiện ở bên cạnh hoa mai như vậy? Tất nhiên là do hắn lặng lẽ động tay động chân. Chỉ có điều, đối phương nói như vậy, hắn cũng không giải thích. Người mới vừa nói, chỉ cần đây là bức tranh tứ cảnh sẽ chịu thua. Hiện tại lại còn có gì để nói nữa? Quay đầu lại nhìn về phía Quý Mặc công tử, ánh mắt Trương Huyền như điện. Ta! Đầu gối Quý Mặc công tử mềm nhũn, ngã xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ban đầu, hắn cho rằng quy cách của tác phẩm đã được xác định chắc chắn, sẽ không có khả năng biến hóa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương không ngờ che giấu sự chuẩn bị phía sau ở bên trong tác phẩm. Cây đuốc vừa hơ nóng một cái, thăng cấp một cảnh giới. Quý Mặc công tử chỉ cảm thấy trên đầu có từng trận thiên lôi đánh xuống, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Người nói nhàn rỗi không có chuyện gì, làm gì không tốt, chọc người này làm gì. Chọc thì chọc, vừa rồi không phân thắng bại cũng không tệ, không cần thiết thể hiện. Hiện tại hay rồi, tự mình đào hố cho mình, không nhảy vào cũng không được. Hắn vô cùng chán nản, không nhịn được nhìn về phía Trình phó hội trưởng. Trình phó hội trưởng vốn không muốn để ý tới, có chút do dự, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Trương Huyền. Trương tiểu huynh đệ, ngươi và Quý thi họa sư đều là trụ cột của nghiệp đoàn, có thể xem như nể mặt lão phu. Đánh cược lúc đó coi như thôi hay không? Trình Phong phó hội trưởng nói. Quý Mặc đây là tự mình tìm đường chết, tuyên bố không phân thắng bại đã là giúp ngươi, ngươi lại còn không biết đủ, muốn đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ người ta cũng chưa hề đụng tới, khiến bức tranh tăng lên tới tứ cảnh, muốn không nhận thua cũng không có biện pháp. Chỉ là, một khi chịu thua, lại phải thực hiện vụ đánh cược trước đó. Vụ đánh cược này, bất kể đối với một thiên tài, hay là đối với công hội, đều có tổn thất quá lớn. Coi như thôi, thật ngại quá, ta còn không có thói quen bị người khác khi dễ lại không đánh trả. Trương Huyền khoát tay, quỳ xuống nhận sai, sau đó lăn ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư, vĩnh viễn không trở lại. Người này khiêu khích một lần hai lần, mặc kệ ngược lại cũng thôi. Nhiều lần khiêu khích, vậy đừng trách hắn không khách khí. Chuyện này, nghe hắn nói như thế, hai vị phó hội trưởng Ngô, Trình liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đánh cược thua, vậy sẽ phải thực hiện, bằng không, một khi truyền đi, đường đường là nghiệp đoàn thi họa sư bao che cho người thất bại, bọn họ làm sao có thể đặt chân ở Thiên Vũ Vương Thành nữa. Thấy phó hội trưởng cầu tình, vị Trương Huyền này lại không hề nhượng bộ, sắc mặt Quý Mặc tái xanh. Ta xin lỗi ngươi. Nói xong hắn quỳ rạp xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm qua, giống như là nhìn kẻ thù giết cha.
là ta sai, không nên khiêu khích ngươi, ta xin lỗi ngươi. Lan, biết đối phương không phải thật lòng xin lỗi, chỉ có điều Trương Huyền cũng không quan tâm. Đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Lan, Quý Mặc công tử đứng dậy, ánh mắt lộ ra sự oán độc, lạnh lùng cười. Hừ, ta là đánh cược thua, nhưng ngươi có tư cách gì không cho ta tới nghiệp đoàn thi họa sư? Cho dù hôm nay ta rời khỏi đây, ngày mai còn có thể trở về. Làm như thi họa sư chính thức của nghiệp đoàn, một vụ đánh cược nho nhỏ đã muốn hạn chế ta sao? Nằm mơ. Chuyện này. Nghe được hắn cười lạnh, mọi người xung quanh có vài phần khinh thường, nhưng cũng tán thành gật đầu. Cho dù Quý Mặc công tử này lại sai, cũng là thi họa sư thông qua sát hạch chính thức. Một vụ đánh cược cho dù có thể khiến cho hắn tạm thời rời khỏi đây, nhưng muốn khiến cho hắn không có cách nào tiến vào nghiệp đoàn, rõ ràng không có khả năng. Không thể hạn chế ngươi. Trương Huyền xoa cằm, dường như suy nghĩ tới điều gì. Không sai, trừ khi ngươi mỗi ngày canh giữ ở nghiệp đoàn, nếu không, ta vẫn sẽ trở lại. Ha ha, lần này là ta thua, nhưng ngươi cũng không tính là thắng. Quý Mặc công tử lộ ra biểu tình ngươi làm khó dễ được ta sao? Quả thật, bất luận là ai, cũng không thể cứ canh giữ ở nghiệp đoàn thi họa sư. Chỉ cần rời khỏi, hắn hoàn toàn lại có thể trở về. Một vụ đánh cược mà thôi, không tuân thủ, có thể làm gì được ta? Ta sẽ không có mỗi ngày canh giữ tại chỗ này. Ngươi muốn thật sự nhân lúc ta rời đi, lại tiến vào, quả thật khiến cho mặt mũi của ta khó coi. Ngươi cực kỳ đê tiện, là vô địch, vốn tưởng rằng người này có thể để cho nhiều mỹ nữ ái mộ như vậy, sẽ rất coi trọng mặt mũi. Không nghĩ tới hắn lại không biết xấu hổ như vậy, thấy đối phương vô sỉ như vậy, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Điều này đúng là một vấn đề khó khăn, chỉ có điều, cũng không phải là chuyện gì lớn, giải quyết rất đơn giản. Đơn giản, trừ khi ngươi là thi họa sư tam tinh, có thể có tư cách truyền đạt mệnh lệnh phong cấm lệnh. Bằng không, muốn khiến cho ta không vào được, nằm mơ. Quý Mặc công tử hừ lạnh. Chỉ có đạt được thi họa sư tam tinh mới có đặc quyền truyền đạt mệnh lệnh phong cấm lệnh, cấm một vài người vĩnh viễn không thể vào. Cho dù thi họa của Trương Huyền rất lợi hại, cũng nhiều lắm là một nhị tinh. Muốn làm được, căn bản không có khả năng. Làm không được điểm ấy, lại làm sao có khả năng hạn chế hắn. Chương 440, bức tranh ngũ cảnh, đối phó. 2. Thi họa sư tam tinh là có thể truyền đạt mệnh lệnh phong cấm lệnh, phong tỏa đối với ngươi sao? Trương Huyền dường như suy nghĩ tới điều gì, một lát sau gật đầu. Vậy, ta trước hết thi một thi họa sư tam tinh. Trước hết thi một họa sư tam tinh. Người này chưa tỉnh ngủ sao? Lại còn nói muốn sát hạch thi họa sư tam tinh. Đùa gì thế, hắn có thể làm ra thi họa tứ cảnh, quả thật rất lợi hại. Nhưng so với thi họa sư tam tinh, vẫn kém hơn một đoạn rất lớn. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thiếu chút nữa ngất đi. Thi họa sư tam tinh. Toàn bộ nghiệp đoàn thi họa sư của Thiên Vũ Vương quốc cũng chỉ có hội trưởng đạt được. Độ khó có thể tưởng tượng được, ngươi nói sát hạch thì sát hạch sao? Giọng điệu lớn như vậy, sao không sợ đau thắt lưng? Ngay cả hai vị phó hội trưởng cũng nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Tam tinh và nhị tinh mặc dù chỉ kém một bậc, lại có sự khác biệt một trời một vực. Bằng không? Bọn họ cũng không có khả năng dừng lại ở nhị tinh đỉnh phong nhiều năm như vậy, vẫn không có cách nào đột phá. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ nghiệp đoàn thi họa sư của Thiên Vũ Vương quốc, nhị tinh có chừng hơn 10 vị, tam tinh cũng chỉ có một vị, độ khó lớn thế nào, có thể tưởng tượng được. Một câu sát hạch, thì sát hạch sao? Thực sự là người không biết không sợ. Ha ha, đây là chuyện nực cười nhất ta từng nghe được trong hôm nay. Quý Mặc công tử cười lạnh. Đừng tưởng rằng may mắn làm ra một bức tranh tứ cảnh, lại thấy cảm giác hài lòng về mình. Muốn thi hạch tam tinh, người còn kém xa lắm. Không để ý tới Quý Mặc công tử tự cho mình là đúng này, Trương Huyền đi vài bước tới trước mặt hai vị phó hội trưởng, có chút do dự, có chút ngượng ngùng. Hai vị, lần này ta tới chính là vì sát hạch thi họa sư. Cái này, ta muốn hỏi trước một chút, thi học đồ thế nào? Phù phù. Mọi người ngã xuống đất. Em gái ngươi. Vừa rồi vẫn kiêu ngạo nói, muốn sát hạch thi họa sư tam tinh. Lúc này lại hỏi thi học đồ thế nào. Đại ca, ngươi không phải là chưa tỉnh ngủ chứ? Lại nói, ngươi vừa rồi lại vẽ ra bức tranh tứ cảnh, có thể so sánh với thi họa sư nhị tinh,
làm sao có thể ngay cả học đồ sát hạch thế nào cũng không biết. Thi học đồ thế nào, ngươi, sẽ không phải ngay cả thi họa học đồ cũng chưa làm chứ? Ý thức được điều gì, Ngô phó hội trưởng không nhịn được hỏi. Khụ khụ, ta thực sự chưa từng thi, hôm nay ta tới đây, chính là muốn thi thử một chút xem sao. Trương Huyền đương nhiên gật đầu. Phụt, trong mắt lại rơi đầy đất. Hai đại phó hội trưởng đồng thời thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nôn ra máu. Ngay cả học đồ cũng không phải, lại dám cùng thi họa sư chính thức khiêu chiến, đánh cược. Lá gan của ngươi cũng quá lớn. Hơn nữa, học đồ cũng không phải, lại có thể khống chế man thú dễ dàng vẽ ra tác phẩm tứ cảnh. Bất kể là kiến thức hay thủ đoạn, ngay cả bọn họ cũng kém hơn so với hắn. Ngươi xác định không lừa gạt chúng ta chứ? Mấu chốt nhất chính là, giọng điệu thoải mái, bộ dạng không thèm quan tâm. Người khác một lần thi thi họa sư, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Nghe giọng điệu của ngươi, giống như là đang chơi cái gì đó. Được rồi. Người này dường như thật sự có loại năng lực này. Cố nén phiền muộn, Ngô phó hội trưởng giới thiệu. Thi họa sư không phức tạp giống như những chức nghiệp khác, phải làm từng bước, bắt đầu từ học đồ, đi từng bước một sát hạch tới. Chỉ cần có thể vẽ ra tác phẩm, đã nói lên thực lực đạt được. Có thể làm ra tác phẩm nhất cảnh lục thực, có thể trở thành học đồ. Có thể vẽ ra tác phẩm nhị cảnh linh động, có thể trở thành thi họa sư nhất tinh. Người vừa rồi tạo ra tác phẩm tứ cảnh, đã có thể xin thân phận thi họa sư nhị tinh. Ách, đơn giản như vậy sao? Không nghĩ tới sát hạch thi họa sư dễ dàng hơn nhiều so với những chức nghiệp khác như vậy, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, không nhịn được hỏi. Vậy sát hạch tam tinh? Thi họa sư tam tinh, phải đạt được thi họa ngũ cảnh, tác phẩm hóa linh. Loại cảnh giới này, so với bốn cảnh có chênh lệch một trời một vực. Toàn bộ nghiệp đoàn cũng chỉ có một mình hội trưởng đạt được. Thấy hắn còn đang nhớ thương, Ngô phó hội trưởng khuyên can nói. Người bây giờ bằng chừng ấy tuổi là có thể làm ra bức tranh tứ cảnh, thiên phú đã rất cao, hơn nữa còn không học qua chuyên môn. Nếu như tìm người bồi dưỡng, học tập cho giỏi, không quá 10 năm, tuyệt đối có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, sát hạch thi họa sư tam tinh thành công. Hiện tại, không cần quá mức sốt ruột. Tứ cảnh, ngũ cảnh, chênh lệch không thể nói bằng lý thuyết được, tương đương với sự khác biệt trong tu luyện thông huyền và tông sư. Bức hàn mai đồ của ngươi vừa làm, tuy rằng đạt tới tứ cảnh, cũng chỉ là đầu cơ trục lợi, miễn cưỡng tiến vào. Còn cách ngũ cảnh một khoảng cách rất lớn, chưa học được đi đã muốn chạy, khó tránh khỏi có chút quá sốt ruột. Ngô phó hội trưởng nói không sai, ngươi với từng ấy tuổi lại có loại năng lực này, thiên phú mạnh mẽ. Trong nhiều năm như vậy, là người đầu tiên ta gặp được. Về phần tam tinh, vẫn. Trình Phong phó điện chủ cũng theo sát đó khuyên can, chỉ có điều hắn mới nói được phân nửa, đã thấy người thanh niên trước mắt xoay người đi ra ngoài, tiến vài bước tới trước bức hàn mai đồ. Không biết lấy từ nơi nào tới một chén nước, người thanh niên uống một ngụm, quay về phía tờ giấy tuyên thành trước mặt, chợt phun lên. Xôn xao, từng giọt nước rơi vào trong tranh vẽ, những chỗ trống trước đó, trong nháy mắt hiện ra từng đốm trắng, giống như tuyết trắng từ trên trời rơi xuống, làm nổi bật cả gốc cây hoa mai, đứng ngạo nghễ trong băng tuyết, chống lại trời đất. Ong! Một tiếng động khẽ vang lên, linh khí vờn xung quanh, hoa mai đột ngột mọc ra từ trên tuyên chỉ, từng đóa hoa không ngừng lan tràn về phía khoảng không trước mặt, dường như đang cùng chống lại trời, cùng quyết đấu với số phận. Được rồi! Đặt chén nước lên bàn, Trương Huyền vỗ tay một cái, nhìn về phía hai vị phó hội trưởng, tiện tay chỉ. Bức tranh ngũ cảnh. Giải quyết xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 440.